Các bạn đang nghe truyện tất cả đệ tử của ta đều có tư chất đại đế trên kênh TV Audio CV. Chương 870, Hỗn Nguyên Thần Lôi Điện bị hủy diệt. Khu vực Hỗn Nguyên Thần Lôi Điện. Lôi hải vô tận nhất lên từng cơn sóng to, không ngừng va vào vách đá cao ngất vách chung quanh, phát ra từng trận nổ vang, đồng thời trên không trung đại điện có một tôn bất động minh vương thật lớn giống như lôi thần diệt thế. Toàn thân có lôi đình thô to lượng lờ. Từng luồng hơi thở mang tính hủy diệt tản ra, Tràn ngập trong không gian, chỉ thấy điện chủ hổ nguyên thần lôi điện hà lôi bấm tay niệm chú Niết Ấn, ngay sau đó hét to một tiếng, tung một quyền hướng tới Hoàng Thiên. Đồng thời bất động Minh Vương cũng vung nắm tay lôi điện màu tím cuốn quanh về phía Hoàng Thiên, thấy một mà như vậy, Hoàng Thiên không hề lui về phía sau. Nàng cũng không cần phải lui làm gì. Ánh mắt bình đạm nhìn nắm tay to lớn đang dần dần tới gần. Quyền chưa đến mà từng ti từng ti lôi đình thô đã phóng tới, cuốn quanh Hoàng Thiên trước rồi. Hoàng thiên giống như phớt lờ hết thảy. Chỉ nhẹ nhàng dơ một ngón tay điểm tới. Ngay lập tức, thần hoàng chi hỏa điên cuồng ngưng tụ vào đầu ngón tay hoàng thiên. Hóa thành một cây trường thương, không hề có một chút thần hoàng chi hỏa nào bị tiết ra cả, tất cả đều nội liễm bên trong thanh trường thương này. Khoảnh khắc nắm tay tới sát, hoàng thiên búng tay. Lệ, cùng với một tiếng gáy. Trường thương thần hỏa lập tức đâm tới nắm tay to lớn của bất động minh vương trường thương xẹt qua không gian không thể thấy rõ trường thương nhưng lại có thể thấy được không gian đang không ngừng bị cắt xé hà luôn nhìn thấy trường thương sắc mặt biến đổi hắn không kịp phản ứng gì cả chỉ thấy nắm tay bất động minh vương tức khắc bị trường thương xỏ xuyên qua ngay sau đó hoàng thiên nắm chặt bàn tay trường thương thần hỏa nổ mạnh bên trong nắm tay của bất động minh vương thần hoàng chi hỏa vô tận nở rộ từ vị trí nắm tay của bất động minh vương ầm ngọn lửa vô tận không ngừng ăn mòn thân thể lôi đình, cuối cùng làm thân thể nổ tung. Một cơn lốc thần hoàng chi hỏa thổi quét cả vùng không gian. Nửa bên thân thể của bất động minh vương cũng tiêu tán trong khoảnh khắc. Đồng thời, vô số đệ tử và trưởng lão bên trong bất động minh vương cũng hóa thành tro bụi. Hà Lôi hoảng sợ nhìn một màn này, đồng tử co rút lại, chất cao nhìn chầm chầm hoàng thiên. Đại năng thần chủ cảnh ta đều từng gặp qua nhưng thần chủ cảnh thi triển niết bàn chi hỏa như người ta lại chưa bao giờ nghe nói người rốt cuộc là cường giả phương nào hoàng thiên bình đạm đáp nói nhảm quá nhiều nếu có thù hận không cách nào điều giải đánh là được rồi ngay sau đó nàng lại nâng bàn tay lên hà lôi nhìn thấy cảnh này sắc mặt cực kỳ khó coi hắn biết dù là thi triển bất động minh vương trận cũng tất nhiên không thể chống lại cường giả thần chủ cảnh thật sự nghĩ đến đây hà lôi lại lấy một lệnh bài ra ngay sau đó ném vào trong không trung, quát to mời lão tổ. Lão tổ hổ nguyên thần lôi điện chính là vị cường giả thần chủ cảnh đã sáng lập công pháp bất động minh vương. Khi đó hổ nguyên thần lôi điện cũng là thế lực cấp thần chủ. Đáng tiếc hậu nhân suy sụp, vị cường giả thần chủ cảnh kia cũng sớm ngã xuống, lúc này mới dẫn tới hổ nguyên thần lôi điện lưu lạc đến tình trạng này. Nhưng mà thời điểm lệnh bài nở rộ lôi đình vô trận trong không trung lại không có thêm động tĩnh nào khác cũng không thấy có linh hồn cường đại nào xuất hiện. Hà Lôi bỗng nhiên sửng sốt. Vì sao lão tổ không xuất hiện? Ở thời điểm hỗn nguyên thần lôi điện gặp phải nguy cơ sinh tử. Có thể dùng tấm lệnh bài này đánh thức một sợi tàn hồn mà lão tổ lưu lại để vượt qua nguy cơ. Nhưng hắn sử dụng lệnh bài rồi mà không có động tĩnh, không có tàn hồn. Hoàng Thiên không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Một ngón tay chậm rãi điểm ra. Thần hoàng chi hỏa đốt cháy cả không trung ngọn lửa càng quét hổ nguyên thần lôi điện vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ bên trong thần hoàng chi hỏa trong đó tự nhiên cũng có tiếng hà lôi hà lôi mang theo sự khó hiểu cùng với không cam lòng ngã xuống ở đây hổ nguyên thần lôi điện cũng bị hủy diệt thấy thế hoàng thiên thu hồi thần hoàng chi hỏa liễu tự như cũng từ chỗ tối xuất hiện bên cạnh hoàng thiên hỏi a à? lục tiền bối còn chưa có ra sao hoàng thiên lắc lắc đầu nhìn về phía phía lôi hải vô tận bên dưới. Liễu tự như cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, với thực lực của lục tiền bối, chỉ là tàn hồn của một tên thần chủ cảnh thì không làm gì được hắn, có thể nhanh chóng giải quyết nha. Giờ phút này, ở bên dưới lôi hải, lặn xuống 500 trượng có lôi tương như hóa thành vật chất bao phủ. Nhưng vượt qua 500 trượng lại là một nơi trông giống như một khu mộ. Khu mộ này chỉ có một cái quan quan tài này chế tác từ hỗn nguyên lôi tiếp mộc dù là một khối nhỏ cũng có thể khiến cho cường giả tu luyện lôi chi đạo tắc phải đỏ mắt đi phía trên quan tài có tàn hồn của lão giả tàn hồn ngưng trọng nhìn nam tự áo trắng trước mắt vì sao các hạ phải làm tuyệt chứ nam tự áo trắng tự nhiên là lục trường sinh sau khi tiến đến hỗn nguyên thần lôi điện ba người lục trường sinh cũng không có trực tiếp tiến vào không phải hỗn nguyên thần lôi điện đã từng là thế lực cấp thần chủ sao Loại thế lực này bình thường đều có nội tình rất cường đại, hơn nữa có rất nhiều sát chiêu. Vì phòng ngừa lật thuyền trong mương hoặc gây ra động tĩnh quá lớn, bị thế lực khác chú ý, Lục Trường Sinh quyết định lẻn vào dò xét trước. Sau đó hắn liền tìm được nơi này. Lục Trường Sinh khẽ cười nói, không có biện pháp, thù hận đã kết, không cách nào điều giải, vậy chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường tiêu diệt thần lôi điện các ngươi thôi sắc mặt lão tổ hỗn nguyên thần lôi điện cứng lại khi nghe lời lục trường sinh nói ngay sau đó trầm giọng nói nếu bọn họ biết được thực lực của các hạ dù cho có thù oán cũng sẽ chôn ở đáy lòng lục trường sinh phản bác chôn ở đáy lòng cũng không được lỡ như ta là nói là lỡ như nha có một ngày chúng ta rơi vào tuyệt cảnh như vậy thù hận này có khả năng liền sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà cho nên vẫn phải nhổ cỏ tận gốc cho thỏa đáng không cần kiên kỵ nhiều chuyện như vậy. Nghe lục trường sinh nói xong. Lão tổ khe khẽ thở dài. Nếu trước kia lão phu có thể cẩn thận như ngươi cũng không đến mức rơi xuống kết cục hiện tại. Nếu hỗn nguyên thần lôi điện bị các ngươi hủy diệt, như vậy lão phu tự nhiên cũng không cần thiết tồn tại nữa. Bất quá! Hỗn nguyên thần lôi điện là tâm huyết cả đời của lão phu, cho dù không phải đối thủ của ngươi, cũng. Lời còn chưa dứt lục trường sinh đã giơ một ngón tay lấy thế xét đánh không kịp bưng tay điểm vào linh hồn thể của tên lão tổ này trong thời gian ngắn kiếm khí trào ra cắt nát tàn hồn này ngay sau đó lại thao túng lôi tương bên trong lôi hải xóa sạch dấu vết linh hồn thể từng tồn tại làm xong hết thảy lục trường sinh mới vỗ vỗ tay hài lòng nói thừa dịp chưa chuẩn bị trực tiếp giết chết lão đông tây xuất sắc xuất sắc nha không hổ là ta ngay sau đó lục trường sinh nhìn về phía quan tài, suy nghĩ chút nào liền thu lại. Hẳn là tiểu tử một phù sinh cần dùng. Thời điểm thu hồi quan tài. Lục trường sinh liền thấy dưới quan tài thế mà có một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc rất bình thường. Nhưng mà vị trí nó được giấu thật sự không bình thường. Thứ gì mà lại giấu ở trong lôi hải vô tận này, hơn nữa còn giấu bên dưới quan tài của một tên cường giả thần chủ cảnh chứ, mức độ hy hữu trân quý đã quá rõ ràng. Lục trường sinh quan sát một phen, phát hiện cũng không có bẫy rập nào khác, sau đó tạo ra một hóa thân cẩn thận lấy hộp ngọc lên. Sau đó lục trường sinh ở bên cạnh thiết lập trận pháp ngăn cách, trận pháp sinh chi ý cùng với trận pháp phòng ngự. Sau khi bảo đảm không còn kẻ hở, hắn thối lui ra xa trăm trượng rồi mới thao túng hóa thân mở hộp ngọc ra. Nguy cơ như bên trong dự đoán lại không có xuất hiện. Chỉ có một tảng đá nhỏ lẳng lặng nằm bên trong hộp. Bề mặt tảng đá này có những cái khe, trong khe là lôi tương tinh mịn đang chảy xuôi. Có lẽ không thể gọi là lôi tương. So với lôi tương càng thêm nồng hậu, càng thêm thực chất, giống như lôi đình đã được áp suất tới cực hạn vậy. Lục trường sinh khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác rõ ràng bên trong tảng đá nho nhỏ này ẩn chứa một cổ lôi đình chi lực vô tận. Lục trường sinh không suy nghĩ nhiều nữa, thu hồi hộp lại, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đương nhiên hóa thân vẫn ở tại chỗ. Đợi Lục Trường Sinh rời khỏi nơi đây thì hóa thân lại bành trướng, ngay sau đó hóa thành một nguồn sáng. Không có tiếng nổ vang truyền ra. Trong sự yên tĩnh, khu mộ này dần dần biến mất. Lục Trường Sinh xuất hiện bên cạnh Hoàng Thiên Cùng Liễu Tự Như, lấy hộp ngọc ra hỏi, nhìn xem đây là đồ chơi gì. Hoàng Thiên Cùng Liễu Tự Như thấy tảng đá đều hơi kinh hãi. Liễu Tự Như há to miệng, kinh hãi nói: tìm được ở nơi nào đây lục trường sinh tùy ý nói a à, bên dưới quan tài của lão tổ tông môn này hoàng thiên liễu tự như tuy rằng ngươi rất thành thật nhưng mà sao lời này nghe có chút thiếu đạo đức nha hóa ra ngài còn biết trộm mộ hoàng thiên tiếp lời đây là thần lôi nguyên tinh toàn bộ giới vực vĩ độ cao cũng không có mấy viên cực kỳ hiếm thông thường chỉ xuất hiện sau khi một cường giả tu luyện lôi đình đạo tắc tử vong trong điều kiện hấp thụ tinh hoa lôi đình mấy trăm vạn năm mới có thể hình thành đối với người tu luyện lôi đình đạo tắc mà nói hấp thu tinh hoa thần lôi bên trong có thể làm cho tu vi của mình cùng với khả năng tương tác với lôi đình đạo tắc tăng lên rất nhiều liễu tự như cũng cười khổ nói không thể không nói lục tiền bối có khí vận tốt tới diệt một tông môn liền tìm được loại thần vật này thần lôi nguyên tinh là thần vật mà ngay cả các thế lực cấp thần chủ đều không có nha liền tính là ám vật cũng chỉ có tình báo nhưng lại không có vật thật nghe xong lục trường sinh gật gật đầu được rồi vậy thứ này liền tiện nghi tiểu tử thúi mục phù sinh kia đi nghe vậy hoàng thiên cùng liễu tự như đều mỉm cười tuy rằng bề ngoài lục trường sinh đối với đám đệ tử không hòa ái lắm nhưng trên thực tế luôn luôn suy nghĩ cho các đệ tử của mình có thứ gì tốt cũng sẽ nghĩ đến bọn họ trước tiên hơn nữa giao cho bọn họ có khả năng định nghĩa về tu đạo của Lục Trường Sinh trái ngược với số đông. Nhưng chuyện làm sư tôn thì không có người nào có tư cách hơn Lục Trường Sinh. Được rồi, nếu kết thúc chuyện thì về phàm nhân thôn thôi, sau đó tiểu Liễu tiếp tục thu thập tin tức về không gian chi tâm. Liễu tự như gật gật đầu. Ba người di chuyển hướng về phàm nhân thôn. Bên kia. Rất nhiều thế lực cấp thần chủ cũng đã nhận ra người nằm vùng mà bọn họ bố trí ở Hạo Thiên thần vực bỏ mình. Hơn nửa bọn hở giới vực vĩ độ cao trong có vẻ sống êm gió lặng này, người cầm quyền các thế lực cấp thần chủ dùng hình chiếu tiến hành một cuộc hội đàm. Trong một giới vực hoang vu không người biết đến. Trên một mảnh hoang nguyên có một cái bàn tròn thật lớn. Quanh bàn tròn là bảy bóng mờ. Bảy bóng mờ này liền đại biểu cho bảy thế lực tối cao ở giới vực vĩ độ cao. Đồng thời cũng nắm giữ tám phần tài nguyên của giới vực vĩ độ cao bóng mờ của Hạo thiên thần chủ cũng ở trong đó lúc này một nam tử bên hông đeo kiếm nhàn nhạt nói Hạo thiên thần chủ ngươi không muốn nói gì sao bóng mờ những thần chủ còn lại cũng đưa mắt nhìn về phía Hạo thiên thần chủ Hạo thiên thần chủ lại ôm ngực cười lạnh nói gì các ngươi muốn ta nói cái gì an bài nhiều kẻ nằm vùng ở Hạo thiên thần vực của ta như vậy thật sự cho rằng ta sẽ không động thủ sao các ngươi cũng không biết xấu hổ thế mà còn quay ngược lại muốn chất vấn ta, một nữ tử dáng người nhỏ xinh yêu kiều nhưng trong miệng lại phát ra tiếng nói già nua, khạch khạch cười nói, hạo thiên tiểu tử, sao mà tức giận như thế nha, chẳng lẽ hạo thiên thần tông các ngươi không có xếp người vào chỗ chúng ta, hạo thiên thần chủ không chút khách khí nói, lão đông tây. Các ngươi xếp nhiều người vào hạo thiên thần vực ta như vậy, làm bao nhiêu vượt quá phạm vi, nghe được ba chữ lão đông tây này. Mấy người cũng hơi hơi sửng sốt. Sắc mặt nữ tử nhỏ xinh tức khắc trở nên âm trầm, tàn nhẫn nói: "Hạo Thiên tiểu tử, ngươi muốn muốn khai chiến sao?" Hạo Thiên thần chủ lại không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm nữ tử, cười lạnh nói: "Như thế nào, khai chiến liền khai chiến, ngươi cho rằng ta sẽ sợ lão đông tây nhà ngươi, mọi người đều biết Hạo Thiên thần chủ là người điên." nhưng mà không có nghĩ đến hôm nay hạo thiên thần chủ có thể điên cuồng tới mức này hai thế lực cấp thần chủ khai chiến đủ để thay đổi cách cục của toàn bộ giới vực vĩ độ cao đồng thời cũng sẽ là một sự đã kích trí mạng đối với giới vực vĩ độ cao ngay cả nữ tử cũng nhất thời ngẩn người ngay sau đó muốn lại nói lời tàn nhẫn gì đó thì lại nghe nam tử đeo kiếm lãnh đạm nói a à, tự tin như thế xem ra hạo thiên thần chủ có chỗ đột phá nghe vậy mấy người đều dùng ánh mắt khóa chặt hạo thiên thần chủ chỉ thấy hạo thiên thần chủ nhếch miệng cười một tiếng tim đập xuất hiện nháy mắt vang vọng thiên địa khí huyết vô tận bùng nổ trong khoảnh khắc này ngay cả không trung cũng bị nhuộm hồng phải biết rằng đây chỉ là một hình chiếu mà thôi sáu tên thần chủ thấy một màn này sắc mặt thay đổi rất rõ ràng hạo thiên thần chủ đã đạt tới thần chủ cảnh đỉnh vốn đã là một tên cực kỳ khó chơi rồi hiện giờ thực lực tăng thêm một bước. Thế cuộc khởi của Hạo Thiên Thần Tông đã không cách nào ngăn cản. Nữ tử cũng ngưng trọng, phải biết rằng nàng chỉ là thần chủ cảnh hậu kỳ. Bây giờ mà đánh nhau. Thật sự không phải đối thủ của Hạo Thiên Thần Chủ, Hạo Thiên Thần Chủ cười lạnh nói như thế nào. Còn muốn khai chiến sao, nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hình chiếu biến mất. Hình chiếu của mấy thần chủ còn lại cũng lần lượt biến mất nam tử đeo kiếm liếc mắt nhìn hạo thiên thần chủ nói xem ra gần đây hạo thiên thần chủ gặp kỳ ngộ hạo thiên thần chủ cười đáp có liên quan gì đến ngươi đâu cũng không thể lộ chuyện tiền bối vì đã lập lời thề nhưng cũng vượt qua một trận này rồi sự trung thành của hạo thiên thần chủ đối với lục trường sinh lại tăng thêm một phần sau khi buổi hội đàm giữa các thần chủ chấm dứt các cường giả thần chủ cảnh đều bắt đầu tiến hành điều tra xem những ngày qua hạo thiên thần chủ đã gặp người nào hoặc là đi tới địa phương nào mà có được kỳ ngộ dù sao đạt tới cảnh giới như bọn họ muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn trừ phi có điều kỳ ngộ hoặc là cao nhân chỉ điểm nếu không không có khả năng đột phá huống hồ hạo thiên thần chủ lấy luyện thể làm chủ luyện thể tu luyện đến cảnh giới này muốn tăng lên nữa thì càng khó hơn người tu đạo bình thường cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao các thần chủ khác cho rằng không có khả năng là tự thân hạo thiên thần chủ tìm được đường đột phá Tin tức hỗn nguyên thần lôi điện bị hủy diệt cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ giới vực vĩ độ cao. Phải biết rằng, hỗn nguyên thần lôi điện chính là thế lực đứng đầu trong nhóm nhất lư. Trước kia từng là một thế lực cấp thần chủ, loại thế lực có nội tình cực kỳ thâm hậu thế này bị hủy diệt gây chấn động lớn. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều kinh ngạc cảm thán Người hoặc thế lực có thể hủy diệt hỗn nguyên thần lôi điện chỉ có thể là cấp bậc thần chủ nhưng mà cũng chưa bao giờ nghe nói hổ nguyên thần lôi điện trở mặt với vị cường giả thần chủ cảnh nào. Một đoàn sương mù lượng lờ ở trong lòng mọi người, đều có chút bất an. Đồng thời, có người lưu ý phát hiện, từ sau khi tin tức về không gian chi tâm lộ ra thì hướng gió ở giới vực vĩ độ cao tự hồ bắt đầu thay đổi. Một cơn sóng ngầm đang chậm rãi sôi trào. Giống như núi lửa có khả năng phun trào bất kỳ lúc nào. Chỉ có hạo thiên thần chủ kim sĩ đại bàng tộc và giao trì tiên cung biết người khởi xướng mọi chuyện là ai hạo thiên thần chủ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn dù sao trước đó lục tiền bối cũng đã nói với hắn muốn đi hủy diệt hổ nguyên thần lôi điện chẳng qua không nghĩ tới quá dễ dàng trong một thời gian ngắn như vậy mà đã hoàn toàn xóa đi sự tồn tại của đối phương kim vô tẫn nghe được tin tức này liền cười khổ một mà này sao mà quen thuộc thế phía trước ở phàm nhân thôn Bắc minh trấn long điện cũng nhận lấy kết cục tương tự đi còn may mà mình không có trở mặt với vị tiền bối kia bằng không e là kim sĩ đại bàng tộc cũng không có kết cục tốt ở giao trì tiên cung khi đám người quý thiên giao trở lại các trưởng lão lập tức báo cáo chuyện quý thiên giao thích lục trường sinh hơn nữa điên cuồng theo đuổi cho cung chủ quý liễu chi ngay sau đó các trưởng lão cũng nói quý thiên giao thân là thánh nữ giao trì tiên cung điệu bộ như vậy thật sự mất hình tượng quý liễu chi cũng biết thực lực của lục trường sinh cho nên nghe báo cáo chuyện này cũng chỉ ho nhẹ một tiếng nói chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi trưởng lão nhưng mà tương lai thánh nữ có thể đánh sâu vào thần chủ cảnh tuy rằng người này có thiên phú và thực lực cao cường nhưng cũng không thể lấy nhỏ bỏ lớn quý liễu chi nghe xong cười khổ nếu làm theo như lời các ngươi mới thật sự là lấy nhỏ bỏ lớn nha lúc này tin tức hổ nguyên thần lôi điện bị hủy diệt cũng truyền tới Nghe được tin tức này mấy người đều sửng sốt. Ngay sau đó quý thiên giao bỗng mỉm cười. Một tên trưởng lão thấy thế, không khỏi tò mò hỏi, thánh nữ, sao hổ nguyên thần lôi điện bị hủy diệt mà ngươi lại vui vẻ vậy? Chẳng lẽ trước kia ngươi có thù oán gì với hổ nguyên thần lôi điện sao? Quý thiên giao cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Trải qua một đoạn thời gian ở cùng nhau. Quý thiên giao cũng dần dần hiểu biết tính cách của lục trường sinh. Nói khái quát rõ ràng thực lực sâu không lường được nhưng lại cẩn thận quá mức, cho nên quý thiên giao biết lục trường sinh nhất định không thích những người khác biết đến sự tồn tại của mình, càng không muốn để những người chú ý tới mình, cho nên quý thiên giao sẽ không nói ra chuyện của lục trường sinh. Chỉ có quý liễu chi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đồ nhi của mình, sao nàng có thể không biết quý thiên giao đang suy nghĩ gì chứ? Không cần phải nói, hỗ nguyên thần lôi điện bị hủy diệt, tám phần là liên quan đến vị lục tiền bối kia ngay sau đó nàng nhìn về phía đám trưởng lão nói được rồi chuyện của thánh nữ các ngươi không cần nhọc lòng nữa bổn tọa tự nhiên sẽ trông giữ các ngươi cứ tiếp tục đi điều tra manh mối về không gian chi tâm đi mấy trưởng lão thấy thế nhìn nhau ngay sau đó đều gật đầu rời đi đợi cho các trưởng lão đều rời khỏi quý thiên giao đột nhiên ngưng trọng nhìn về phía quý liễu chi nói sư tôn bắt đầu đi một lời nói khó hiểu nhưng lại khiến sắc mặt quý liễu chi hơi đổi hiện tại với thực lực của ngươi thì còn hơi sớm chút. Nhưng mà nhìn ánh mắt kiên định của quý thiên giao, quý liễu chi không khỏi thở dài trong lòng. Quả nhiên, điều khiến một người nhanh chóng trưởng thành không chỉ có mỗi chiến tranh, chém giết, còn có tình yêu. Cũng không biết đây là tốt là không tốt. Nhưng nếu sự tình đã phát sinh, tự nhiên có định số. Nghĩ đến đây. Quý liễu chi hỏi, ngươi đã nghĩ kỹ rồi chứ, quý thiên giao không chút do dự, gật đầu nói nghĩ kỹ rồi một khi đã như vậy thì theo ta đến giao trì tổ địa bên kia lục trường sinh hoàng thiên cùng liễu tự như đã về tới phàm nhân thôn nơi tiên sinh sở cư trú tiên sinh như sớm biết lục trường sinh sẽ trở về khi ba người tiến vào sân trên bàn trà đã có nước trà nóng tiên sinh làm thủ thế mời sau khi lục trường sinh ngồi xuống mới hỏi diệt hỗn nguyên thần lôi điện sao lục trường sinh biết không thể gạt được lão đông tây này dứt khoát gật đầu nói diệt có một số chuyện thật sự cần phải làm cẩn thận như vậy sao rốt cuộc có đôi khi làm tuyệt cũng có khả năng đưa chính mình vào tuyệt địa lục trường sinh uống ngụm trà ngay sau đó tùy tiện nói hoàn toàn triệt tiêu hết khả năng là được mà như vậy mới là cách làm an toàn nhất ổn thỏa nhất nghe vậy tiên sinh cười lắc lắc đầu nói ngươi có suy nghĩ của ngươi ta không can thiệp được nghe nói ngươi còn có một ít đệ tử kế tiếp cần phải làm gì a à, lục trường sinh buông nước trà nhìn về phía hoàng thiên hoàng thiên lắc lắc đầu ngay sau đó lại liếc nhìn liễu tự như liễu tự như cũng vội vàng lắc đầu lúc này lục trường sinh mới đưa ánh mắt nhìn tiên sinh nói nếu không ai nói cho ngươi vậy sao tiên sinh ngươi có thể biết được hay là ngươi điều tra ta tiên sinh lại cười nói ngươi che giấu manh mối một cách hoàng mỹ như thế ngay cả ta cũng không lần mò ra nhưng mà chỉ cần ngươi lộ diện bên ngoài chung quy vẫn sẽ lưu lại một ít dấu vết lục trường sinh nở nụ cười trào phúng xem ra tiên sinh cũng không không có tuân thủ ý niệm của mình thủ vững phàm nhân thôn ngược lại tai mắt của tiên sinh trải ra rất rộng bàn tay cũng duỗi khá dài nha ngươi không cần làm bộ dạng này ta cũng không có ác ý với ngươi tiên sinh lắc đầu nói chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi thôi tà ma phong ấn chi kiếp chỉ là một khúc nhạc đệm chuyện sau đó phải đối mặt vượt xa hơn nhiều ngươi cũng đừng hỏi rất nhiều chuyện còn chưa tới thời điểm nói cho ngươi lục trường sinh trợn trắng mắt quả nhiên thần côn luôn làm người ta khó chịu bên trong sân tiên sinh giảng dạy cho đám hài đồng liễu tự như thì rời khỏi phàm nhân thôn vận dụng mạng lưới tình báo của ám vực toàn lực thu thập tin tức về không gian chi tâm hoàng thiên thì lại đứng ở bên cạnh lục trường sinh biết nhìn lục trường sinh đang nằm trên ghế trúc tắm nắng không tự chủ được hỏi bắt được không gian chi tâm rồi thì nên làm gì? Lục Trường Sinh suy nghĩ chút rồi nói, lúc ấy dựa theo tiến độ tu luyện của đám nhảy ranh thì cũng nên đạt tới địa tiên cảnh đi. Nếu như có tên nào không có đạt tới địa tiên cảnh cũng chỉ có thể dùng đan dược tăng lên thôi. Nói tới đây. Lục Trường Sinh chậm rãi mở mắt, nhìn không trung vô ngần xanh thẳm mà thở dài, nói gần đây những chuyện này phát sinh quá thường xuyên, e là thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều. Cần phải mau chóng tiến về tiên giới, thứ nhất là giúp dịp thu bạch hồng anh bọn họ chuyển hóa tiên khí thứ hai đó là xem có thể làm ít thủ đoạn với phong ấn ở thông đạo tiên giới hay không nếu thực lực của phàm nhân giới không bằng tiên giới mà tiên giới lại kiên kỵ tà ma nhị giới như vậy có nghĩa là thực lực của tà ma nhị giới còn cường đại hơn tiên giới vài phần cũng không biết có đánh thắng được không rốt cuộc hiện giờ lục trường sinh cũng chỉ hiểu biết thực lực cực hạn của mình ở phàm nhân giới biết bên trong phàm nhân giới cũng không có người nào là đối thủ của hắn a à, cũng không thể loại trừ có một ít lão quái vật đang tìm tu trong tiểu thuyết thông thường đều có mấy lão như vậy nghe được sự lo lắng từ trong giọng điệu của lục trường sinh hoàng thiên nhanh chóng hiểu rõ trong lòng lục trường sinh đang lo lắng chuyện gì không khỏi khẽ thang bất đắc dĩ cười nói ngươi thì không thành vấn đề dù là tiên giới hay tà ma nhị giới cũng không phải đối thủ của ngươi nghe xong Hoàng Thiên nói xong. Lục Trường Sinh không khỏi cười đáp, ngươi thật sự để mắt ta đó. Hoàng Thiên không hề yếu thế trả lời, ta là tin tưởng ánh mắt của mình. À, vậy ngươi đừng tin nữa. Hoàng Thiên Nàng cắn răng, tức giận muốn đánh người, liễu tự như đâu, cái tên Lục Trường Sinh sắc thép này. Giờ phút này Ở giới vực trung vĩ độ Diệp Thu Bạch cùng các sư huynh đệ thảo đường có thể tự tin nói rằng, ở giới vực trung vĩ độ này, những thế lực có thể uy hiếp đến bọn họ đã không dám động thủ với bọn họ nữa. Ngược lại, nếu mấy người dịp thu bạch cần gì đều sẽ được tận tình cung cấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lục trường sinh. Tuy rằng bọn họ không thể lan truyền chuyện lục trường sinh xuất hiện. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện bọn họ cảnh cáo người dưới trướng mình. Tuyệt đối không treo chọc đám người dịp thu bạch. Nếu gặp phải, có thể kết bạn thì tận lực kết bạn, không thể kết bạn thì cũng không thể đối địch, mệnh lệnh này nhanh chóng truyền khắp các thế lực đứng đầu ở giới vực trung vĩ độ. Nhóm người tu đạo cũng không hiểu rõ vì sao lại tuyên bố mệnh lệnh này. Nhưng mà nếu như làm trái sẽ bị người bên trên giết chết, chỉ mỗi điểm này thôi, mấy người Diệp Thu Bạch đã có thể hoành hành ngang ngược ở giới vực trung vĩ độ rồi. Giờ đây Thạch Sinh đang ở trong Tuyệt Hồn Thành hấp thu tinh thần chi lực. Cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá tới Địa Tiên cảnh trung kỳ, sau đó dựa theo yêu cầu của sư tôn người còn chưa đạt tới địa tiên cảnh bắt đầu bế quan. Giống như một quyển nhi. Bất quá, từ sau khi một quyển nhi nhận được đan thánh kinh sau, tu vi của nàng cũng tăng lên vu 17 một tốc độ khủng bố. Tiểu Hắc thì đang không ngừng dùng ma thú biển sâu ở ngoài cùng vô tận hải vực rèn luyện thân thể của mình. Ma thú trong biển ở khu vực này Tiểu Hắc có thể xử lý. Chẳng qua vẫn bị thương, chuyện khá bình thường. Nhưng đây cũng là điểm mà Tiểu Hắc nguyện ý nhìn đến thời điểm vừa mới bắt đầu. Tiểu Hắc dùng lực lượng thân thể thuần túy chiến đấu với ma thú biển sâu. Mấy lần trọng thương, nhưng sau từng lần bị thương. Huyết mạch ma thần chữa trị thân thể Tiểu Hắc đồng thời còn có thể gia tăng cường độ thân thể của Tiểu Hắc mấy chục lần sau. Với thực lực hiện tại của Tiểu Hắc đã đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ, dù là cường giả địa tiên cảnh đỉnh cũng không phải là đối thủ của Tiểu Hắc. Loại tốc độ tu luyện thế này không thể nói là không khủng bố. Hồng Anh thì bắt đầu chậm rãi chuyển dời Vân Hoàng Đế quốc tới giới vực Trung Vĩ độ. Được nhiều thế lực âm thầm trợ giúp. Vân Hoàng Đế quốc nhanh chóng dừng chân ở giới vực Trung Vĩ độ, Ninh Trần Tâm bắt đầu truyền đạo ở giới vực của Vân Hoàng Đế quốc. Hai người đều dùng phương thức này nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân. Còn Diệp Thu Bạch đâu, cả ngày cùng những cường giả kiếm tiên thiên tiên cảnh đối luyện. Giống như Hoắc Chính Hành. Giống như trưởng lão Thiên kiếm phong giống như Tàng Quý Nguyên và Lại Thanh Vân đều thành người bồi luyện của Diệp Thu Bạch. Điều này cũng làm cho cảnh giới kiếm đạo của Diệp Thu Bạch cùng với cảnh giới tu đạo vững bước nhanh chóng bò lên. Một phù sinh chui vào tàn phù cát của Thánh phù tông. Có thể nói, thực lực của người Thảo Đường đều đang nhanh chóng tăng lên. Hôm nay, các sư huynh đệ Thảo Đường tập trung ở trụ sở Vân Hoàng Đế Quốc. Hiện giờ một Viễn Nhi cũng đã xuất quan, đạt tới địa tiên cảnh sơ kỳ. A, à, xem ra đều đã đạt tới cảnh giới sư tôn yêu cầu. Diệp Thu Bạch nhìn về phía mọi người, gật đầu cười. Hồng Anh cũng cười nói, vậy hiện tại chúng ta phải ở chỗ này củng cố thực lực, chờ sư tôn tiến đến là được. Tiểu Hắc ở một bên không nói gì, có vẻ hơi trầm mặt. Mọi người đều nhìn ra cảm xúc của Tiểu Hắc. Diệp Thu Bạch mở miệng hỏi, Tiểu Hắc phát sinh chuyện gì sao? Tiểu Hắc nghe vậy, lắc đầu nói, không có việc gì chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc cung luân thư nằm ở nơi nào. Cung luân thư là tin tức thu được từ buổi đấu giá do Thiên Tấn Thương hội tổ chức. Nghe nói nơi đó có phương pháp phá vỡ gông cùng xiềng xích thiên tiên cảnh, đạt tới thần cảnh. Bất quá, Tiểu Hắc hiển nhiên không có để ý đến điểm này, mà là có một mảnh vỡ linh hồn của hắn đang ở cung luân thư, hắn cần phải lấy được mảnh vỡ linh hồn kia, từ đó biết thêm càng nhiều sự tình, thực lực cũng được tăng cường nhiều hơn. Dù sao Ma Vương vực đã phát giác sự tồn tại của hắn. Hiện giờ ở giới vực trung vĩnh sau khi tiến vào giới vực vĩ độ cao thì thế nào, tới nơi đó rồi. E là không có nhiều thời gian cho hắn yên ổn gia tăng thực lực nữa. Đương nhiên tiểu Hắc đã bài trừ tình huống nhờ sự hỗ trợ của sư Tôn. Nếu chuyện gì cũng tìm sư Tôn giải quyết. Vậy còn tu đạo gì nữa, sư phó nhận vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Huống hồ đến lúc vì chuyện ma vương vực, có khả năng còn liên lụy tới các sư huynh sư tỷ. Thạch sinh bên cạnh đột nhiên nói, có thể đi hỏi tử y cô nương một chút xem nàng có biết thêm gì không. Nghe được thạch sinh nói. Hồng Anh treo gạo xem ra sư đệ có tiến bộ, biết tạo ra cơ hội gặp mặt. Mặt thạch sinh tức khắc đỏ lên. Một phù sinh bỗng lên tiếng nhắc nhở, cung luân khư 89 phần 10 ở sâu trong vô tận hải vực, với thực lực của chúng ta e là còn không có cách nào xông vào ở thiên tấn thương hội. Tử y đang vừa lật xem tình báo, vừa nói dựa theo quyền hạn của các ngươi ở thiên tấn thương hội này, chúng ta có thể cho các ngươi mọi tình báo. Chỉ là có duy nhất tình báo về cung luân khư cùng với chỗ sâu trong vô tận hải vực, ngay cả thiên tấn thương hội cũng không có được bao nhiêu. Có thể nói là gần như không có. Thạch sinh ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu hỏi, với thực lực của thiên tấn thương hội cũng không cách nào tiến vào trong đó sao, dù sao thiên tấn thương hội cũng là thế lực từ giới vực vĩ độ cao hình như là không có địa phương nào ở giới vực trung vĩ độ mà thương hội không thể duỗi tay tới tử y nghe xong sắc mặt trở nên ngưng trọng nói chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là tổng bộ từng phân phó địa phương khác có thể sưu tầm tình báo nhưng chỉ có chỗ sâu trong vô tận hải vực là không thể để người chúng ta đặt chân vào nghe được lời tử y nói mấy người diệp thu bạch liếc mắt nhìn nhau xem ra chỗ sâu trong vô tận hải vực cũng không đơn giản chư thần hoàng hôn côn luân khư có lẽ vô tận hải vực này là một chiến trường viễn cổ tức giấu rất nhiều bí mật dù tính là thiên tấn thương hội cũng không cách nào tìm nghe được nơi này thạch sinh cười nói đa tạ tử y cô nương chúng ta đây liền đi trước mới vừa nói xong một phụ sinh liền lập tức nói ai, ai đi cái gì mà đi muốn đi cũng là chúng ta đi chúng ta còn phải tu luyện thật sinh sư huynh ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, tu luyện một thời gian dài như vậy, cũng phải thả lỏng nha. Ngay sau đó nhìn về phía tử y, tử y cô nương, ngươi nói đúng không, tử y hơi sửng sốt, ngay sau đó không khỏi che miệng cười khẽ là đạo lý này, thả lỏng một chút ngược lại càng dễ dàng đột phá hơn. Một phù sinh lập tức phụ họa nói đúng không, cho nên sư huynh ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi, chúng ta đi trước. Ngay sau đó một phù sinh cùng mấy người dịp thu bạch hồng anh cùng rời khỏi nơi này chỉ để lại thạch sinh ngơ ngác sao mà tu luyện một thời gian cần nghỉ ngơi chứ còn có kiểu nói này sao tự y thì lại nhìn về phía thạch sinh đang không biết làm sao không khỏi cười một tiếng nói như vậy đi ta mang ngươi dạo thương hội một vòng xem có muốn mua gì không ta có thể làm chủ đưa cho ngươi một kiện thạch sinh như thế nào cảm giác có gì đó không thích hợp đây ở giới vực vĩ độ cao lại bảy ngày trôi qua các thế lực cấp thần chủ đang âm thầm tìm kiếm manh mối về không gian chi tâm còn đang tìm kiếm nguyên nhân hạo thiên thần chủ đột phá nhưng mà điểm khả nghi duy nhất có khả năng nhất chính là thời điểm tổ chức hạo thiên yến nhưng mà ở các thế lực tham gia hạo thiên yến cường đại nhất cũng chỉ là thế lực nhất lưu mà thôi sao có thể trợ giúp cường giả cấp bậc như hạo thiên thần chủ chứ chỉ là thế lực cấp thần chủ là thế lực mạnh nhất ở giới vực vĩ độ cao tất nhiên vẫn có những người có đầu óc siêu tuyệt bọn họ nhanh chóng phát hiện ra ở thời điểm tổ chức hạo thiên yến có một phương thế lực không biết tên đã phát si xung đột cùng với hổ nguyên thần lôi điện sau đó tiến vào hạo thiên thần vực còn đánh chết mấy tên trưởng lão và đệ tử của tông chủ hổ nguyên thần lôi điện tiếp sau nữa chính là hổ nguyên thần lôi điện bị hủy diệt nếu mấy chuyện này mà không có một chút liên hệ nào vậy thì quá mức kỳ quái chẳng qua bọn họ dựa theo hơi thở mà hoàng thiên Lục Trường Sinh cùng với Liễu Tự Như bộc phát lúc ra tay và tìm hơi thở còn sót lại ở hổ nguyên thần lôi điện, nhưng lại không hề phát hiện gì cả, giống như tất cả hơi thở đều bị hủy diệt hết rồi. Tuy rằng không phát hiện được manh mối, nhưng mà đã có thế lực cấp thần chủ tập trung ánh mắt vào Lục Trường Sinh, Hoàng Thiên cùng với Liễu Tự Như. Dù sao với thực lực mà Lục Trường Sinh cùng với Hoàng Thiên biểu hiện ở Hạo Thiên Yến, dựa theo suy đoán của bọn họ là đã áp chế cảnh giới chỉ có suy đoán này mới giải thích được mọi chuyện cùng lúc đó ở giám sát thánh điện là thế lực giám sát giới vực vĩ độ cao và giới vực trung vĩ độ thực lực của giám sát thánh điện sẽ không yếu hơn thế lực cấp thần chủ thậm chí ở một phương diện nào đó còn mạnh mẽ hơn vài phần chỉ là giám sát thánh điện không tham dự tranh đấu có cần chú ý chuyện không gian chi tâm một chút hay không giờ phút này bên trong đại điện có một lão giả lên tiếng hỏi một tên lão giả khác lắc đầu không cần không gian chi tâm đối với chúng ta cũng không có tác dụng lớn hơn nữa một khi tham dự tranh đoạt thì giám sát thánh điện sẽ đánh vỡ lập trường trung lập một người khác cũng tán thành nói không sai huống hồ chuyện vô tận hải vực quan trọng hơn cần tiếp tục phái người đi xuống hiểu rõ vong hồn linh cung ở trong một căn phòng tối đen như mực không có nhiều linh khí ngược lại nồng độ linh hồn chi lực lại cực kỳ cao thậm chí còn có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy. Trong gian phòng to lớn và tối đen này có từng sợi linh hồn phiêu đảng. Thỉnh thoảng còn có tiếng rít vang lên. Phía trước là một vương tọa từ xương khô. Trên vương tọa có một bóng người cao lớn, nửa thân thể ẩn nấp bên trong bóng tối. Một giọng nam tử âm trầm truyền ra. Ra được hay chưa, nếu lục trường sinh mà ở đây, e là sẽ lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là chủ nhân sau màn tuyệt hồn thành mà hắn đã gặp phải ở vô tận hải vực phía dưới vương tọa một lão giả hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất run rẩy nói bẩm hồn chủ cũng không có phát hiện trong thời gian này giao trì tiên cung có qua lại với phương thế lực nào thế lực nào giao trì tiên cung cũng không thu nam đệ tử cho nên hồn chủ cũng không có cho người lẻn vào giao trì tiên cung tìm kiếm manh mối về lục trường sinh nghe được lão giả nói hồn chủ nhíu nhíu mày hình như cảm nhận được cảm xúc của hồn chủ dao động. Linh hồn chung quanh càng phát ra tiếng rít mãnh liệt hơn. Lão giả che kính hai lỗ tai, biểu tình thống khổ, nhưng dù cho hắn cho che kính hai lỗ tai thì tiếng rít vẫn thâm nhập vào sâu bên trong linh hồn, ăn mòn thần hồn, hồn chủ cúi người xuống, tiếng nói trầm thấp giống như áp chế sát ý vô tận, gằn từng chữ một, lại cho ngươi thêm một cơ hội, phải tìm được vị trí của người này cùng với tin tức về hắn nếu như còn không có thu hoạch thì ta sẽ khiến cho thần hồn của ngươi vĩnh viễn phiêu đảng trong gian phòng này. Nghe được hồn chủ nói. Thân thể lão giả rung lên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy vô cùng sợ hãi, lập tức nện đầu xuống mặt đất, lớn tiếng bảo đảm, ta nhất định sẽ tìm được vị trí của đối phương, xin hồn chủ chờ tin tức, lúc này hồn chủ mới vất vất tay, nói, đi xuống đi, thuận tiện gọi nhị trưởng lão tiến vào. Lão giả như trút được gánh nặng rời khỏi phòng đợi cho nhị trưởng lão tiến vào. Hồn chủ hỏi, có manh mối về không gian chi tâm sao, nhị trưởng lão lắc đầu. Hồn chủ nhíu mày nói, không gian chi tâm có tác dụng lớn đối với vong hồn linh cung chúng ta, cần phải tận lực bắt lấy, dù cho có thế lực cấp thần chủ âm thầm tranh đoạt cũng không thể thoái nhượng. Cho nên nhất định phải biết được tin tức trước nhất, không tiếc hết thảy mọi giá, hiểu rõ chưa, nhị trưởng lão gật đầu. Lại ba ngày trôi qua thời điểm lục trường sinh đã không còn kiên nhẫn muốn về trường sinh giới thời điểm rốt cuộc liễu tự như cũng mang tin tức đến ở phàm nhân thôn bên trong sân viện của tiên sinh lục trường sinh đang cùng tiên sinh uống trà hoàng thiên thì ở một bên tu luyện liễu tự như đi đến bên cạnh lục trường sinh nhìn thoáng qua tiên sinh trong ánh mắt có chút do dự tiên sinh thấy thế lại nhẹ giọng cười nói chuyện không gian chi tâm là ta gọi lục đạo hữu tới ngươi nghĩ xem nếu ta có ý định âm thầm cướp đoạt không gian chi tâm thì còn làm điều thừa sao, lục trường sinh cũng tỏ vẻ không quan trọng, liếc mắt nhìn liễu tự như, nói, nghe được không, sao ngươi nhỏ mọn như vậy nha? Muốn giấu giếm? Liễu tự như dạy ra. Trời đất! Đây không phải tác phong nhất quán của ngài sao, tình báo quan trọng mà không cẩn thận chút, muốn cho mọi người cùng biết, không phải ngày thường ngươi đều dạy các đệ tử của mình như vậy sao, như thế nào mà bây giờ đến lượt ta lại biến thành dấu giếm nhỏ mọn liễu tự như nháy mắt liền cảm giác mình không phải người khụ khụ lục trường sinh che miệng ho nhẹ một tiếng sau đó hỏi được rồi có manh mối về không gian chi tâm sao liễu tự như gật đầu nói ta vận dụng mạng lưới tình báo của ám vực nhận được tin tức tuyệt đối là nhóm đầu tiên biết được tin tức này không gian chi tâm đã xuất hiện ở tổ đế vực tổ đế vực lục trường sinh cảm thấy khó hiểu sắc mặt hoàng thiên có chút ngưng trọng tiên sinh giải thích tổ đế vực vực là giới vực mạnh nhất vĩ độ cao vào thời kỳ thượng cổ khi đó thế lực mạnh nhất vĩ độ cao cùng với cường giả đỉnh cao nhất gặp nhau ở tổ đế vực chính là bởi phát sinh một trận chiến nên cường giả ngã xuống hết truyền thừa đoạn tuyệt đồng thời linh khí của tổ đế vực cùng với các đại bí cảnh tài nguyên đều biến mất trong trận đại chiến kia dẫn tới hiện tại tổ đế vực chỉ là một nơi hoang vu bất quá bởi vì muốn tế điện sự huy hoàng mà tổ đế vực đã từng có cùng văn minh tu đạo sáng lạng tu mọi người vẫn gọi là tổ đế vực nói tới đây trong lòng tiên sinh cũng cảm thấy ngưng trọng không gian chi tâm xuất hiện ở tổ đế vực chuyện này không phải là trùng hợp chẳng lẽ đây cũng là dấu hiệu đại thế buông xuống e là không đơn giản đương nhiên tiên sinh cũng không nói ra lời này với lục trường sinh lục trường sinh nghe tiên sinh giải thích xong trầm ngâm một lúc mới nói không có vị trí cụ thể sao, liễu tự như lắc lắc đầu. Một khi đã như vậy liền trực tiếp đi qua đi, chiếm tiên cơ trước. Liễu tự như ngẩn người, hỏi không cần chuẩn bị chút sao, lục trường sinh trực tiếp vứt một túi gấm cho liễu tự như. Liễu tự như cảm thấy khó hiểu, duỗi tay vào trong túi, tức khắc choáng váng. Bên trong túi toàn là quyển trục trận pháp. Còn có phù triện, đang dược. Chồng chất giống như núi ngay sau đó lục trường sinh lại lấy ra hai cái túi một cái vứt cho hoàng thiên một cái treo bên hông mình sao có thể không chuẩn bị nhiều ngày ở chỗ này cũng nhàn rỗi không cẩn thận làm hơi nhiều bất quá cũng nên đủ rồi đi liễu tự như nhìn vẻ mặt kinh hoảng của liễu tự như lục trường sinh nhíu mày hỏi như thế nào còn chưa đủ sao không đủ ta lại làm thêm một ít làm người khác hao hết tâm tư tiêu tốn mấy năm mấy chục năm thậm chí còn mấy trăm năm đều không thể luyện chế ra mấy món này tới miệng lục trường sinh lại dùng từ làm nghe sao mà tùy tiện quá vậy liễu tự như vội vàng xua tay nói không phải không phải đủ rồi tiền bối nhiều thêm nữa e là tổ đế vực cũng sẽ bị ngươi đánh nổ khoa trương như vậy lục trường sinh biểu môi nói khi xem ra tổ đế vực này cũng không ra làm sao liễu tự như hoàng thiên ngươi thật sự không biết mình làm mấy thứ kinh thế hải tục tới mức nào đúng không? Ngay cả tiên sinh cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cường đại như vậy, rồi lại cẩn thận như vậy. Dù cho tiên sinh có kiến thức rộng lớn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, nhóm đầu tiên nhận được không chỉ là ám vực. Các thế lực cấp thần chủ cũng đồng thời được tin tức. Những thế lực nhất lưu thì nửa ngày sau mới nghe ngóng được tin tức về không gian chi tâm. Trong mấy chục ngày qua, các thế lực lớn đều đang liều mạng tìm kiếm manh mối về không gian chi tâm. Hiện giờ rốt cuộc không gian chi tâm đã xuất hiện. Các thế lực lớn bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, xuất phát hướng tới Tổ Đế vực, mạch nước ngầm to lớn lưu động ở giới vực độ cao cũng tới thời điểm phun trào. Ở Hạo Thiên Thần Tông. Hạo Thiên thần chủ nhìn tinh nhuệ tông môn trước mắt, trầm giọng nói, tuy rằng cường giả thần chủ không thể trực tiếp vào bàn tiến hành cướp đoạt, nhưng cũng không có cấm người trong tông môn tham gia tranh đoạt không cầu các ngươi có thể đoạt được không gian chi tâm nhưng nhất định phải ngăn cản người các thế lực thần chủ khác đoạt được không gian chi tâm nếu như các thế lực cấp thần chủ khác mà nhận được không gian chi tâm như vậy thực lực chỉnh thể của tông môn sẽ có sự tăng trưởng đây đương nhiên không phải là cảnh mà hạo thiên thần chủ muốn nhìn đến nói vậy các thần chủ khác cũng có ý tưởng tương tự như hắn đương nhiên nếu như đến lúc đó các ngươi gặp phải người này nhất định phải dùng hết toàn lực trợ giúp hắn đoạt được không gian chi tâm hiểu rõ chưa, nói tới đây. Hạo thiên thần chủ truyền bộ dạng của lục trường sinh vào trong thức hải của đám cường giả tông môn mình. Tất cả nghe xong ngưng trọng gật đầu. Bất quá cũng đang suy đoán thân phận của lục trường sinh. Không biết vì sao hạo thiên thần chủ muốn tận lực trợ giúp một người ngoài. Chỉ có đinh vĩ mơ hồ biết được nguyên nhân bên trong. Bên giao trì tiên cung. Quý liễu chi nhìn về phía quý thiên giao trước mặt. a à, thần vương cảnh mà có thể nhận được sự tán thành của giao trì tâm pháp, kích hoạt huyết mạch, nói ngươi là người đầu tiên trong lịch sử của giao trì tiên cung cũng không quá. Nhìn quý thiên giao hiện giờ, tuy rằng trông cũng không có gì khác với lúc trước, nhưng nếu nghiêm túc cảm nhận thì có thể phát hiện hơi thở của quý thiên giao càng nội liễm hơn. Hơi thở nội liễm giống như đại dương mênh mông, giống như rừng rậm thâm sâu. Nồng đậm, dày đặc và thần bí cảnh giới cũng nhảy vọt tới thần vương cảnh đỉnh, quý thiên giao gật đầu nói, đa tạ sư tôn. Quý liễu chi nói, không gian chi tâm đã xuất hiện ở tổ đế vực, ngươi muốn đi sao, nói tới đây, quý liễu chi lại lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi nhất định sẽ đi. Bởi vì không gian chi tâm cũng là mục tiêu của lục trường sinh. Chắc chắn lục trường sinh sẽ đi. Quý thiên giao cười nói, đương nhiên muốn đi, nhưng nếu lục tiền bối muốn lấy không gian chi tâm, quý liễu chi ngắt lời ta biết suy nghĩ của ngươi trợ giúp hắn bắt lấy là được dù sao ngay cả thần vật quan trọng như hồng mông tử khí mà hắn còn có thể cho ngươi coi như đáp lễ nói thì nói vậy nhưng quý liễu chi vẫn âm thầm thở dài ai cùi chỏ đưa ra ngoài nhanh như vậy ba người lục trường sinh tự nhiên là nhóm đầu tiên đến tổ đế vực hoàng thiên nói chung quanh có rất nhiều thám tử nghĩ cũng không cần nghĩ chắc chắn là người từ các thế lực thần chủ khác tới nắm bắt tình hình. Lục trường sinh nhìn về phía liễu tự như, nói, không phải ngươi nói ám vực biết đến đầu tiên sao, liễu tự như trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, đại lão, ta nói chính là nhóm đầu tiên, dùng mạng lưới tình báo của ám vực tìm hiểu tin tức, ám vực tự nhiên cũng sẽ dùng tin tức này giao dịch với các thế lực thần chủ đang như hổ trình mồi trực chờ không gian chi tâm nha. Sinh ý tốt như thế này, sao ám vực có thể không làm chứ? hiện tại người giới vực vĩ độ cao chú ý đến chuyện gì nhất tự nhiên là chú ý tới không gian chi tâm rồi như vậy ám vực mà có được manh mối chắc chắn sẽ kiếm các thế lực cấp thần chủ để làm giao dịch chỗ tốt lấy được từ các thế lực cấp thần chủ chắc chắn sẽ không quá kém huống hồ tin tức này cũng không có ràng buộc nói cho mình lục tiền bối ngươi nha còn chưa thấy đủ lục trường sinh âm dương quái khí nói đúng đúng đúng, đúng tên đổng di kia nói cho ngươi đi tuy rằng bên ngoài không hề đòi thù lao nhưng trên thực tế cũng tương đương với ta thiếu ám vật một ân tình thứ này càng thêm khó hoàn lại so với thù lao gì đó liễu tự như ngượng ngùng gãi gãi đầu nói manh mối về không gian chi tâm quá mức quý giá ám chủ làm như vậy ta cũng không có cách nào khác dù sao cũng chỉ là một tiểu binh dưới trướng ám chủ thôi mượn mạng lưới tình báo của ám vật tìm hiểu không gian chi tâm sao có thể không khiến ám chủ không biết chứ lục trường sinh không kiên nhẫn phất phất tay nói được được đừng ồn ào che giấu hơi thở cho tốt thừa dịp quan chủ lực của đối phương còn chưa tới điều tra một vòng đi liễu tự như gật gật đầu mang theo lục trường sinh cùng hoàng thiên hướng tới địa phương phát hiện dấu vết của không gian chi tâm bên trong tổ đế vực cả ba di chuyển cực kỳ nhanh chung quanh có các màu vàng che lấp bóng dáng nếu có người tu đạo bình thường liếc mắt nhìn thì sẽ không nhìn thấy rõ gì cả lọt vào trong tầm mắt chỉ là một mảnh màu vàng. Đúng như lời tiên sinh nói. Hiện giờ tổ đế vực là một mảnh hoang vu. Mặt đất rạn nước bị bụi đất che lấp, từng trận cuồng phong nổi lên cuốn các vàng không ngừng bay vào không trung. Ngoài ra chẳng còn màu sắc nào khác điểm xuyết. Rất khó tưởng tượng được đại chiến phát sinh ở tổ đế vực có quy mô lớn bao nhiêu mà có thể hủy diệt một vực đến trình độ này. Ngay cả linh khí ở tổ đế vực này cũng cực kỳ loãng, gần như không có, có thể nói nếu ở chỗ này khởi xướng xung đột cần phải chú trọng chuyện linh khí trong cơ thể tiêu hao đương nhiên lục trường sinh hoàng thiên cùng liễu tự như không cần lo lắng vấn đề này lục trường sinh thì không cần phải nói linh khí trong cơ thể hắn giống như dùng mãi không cạn hoàng thiên có được năng lực đặc thù từ niết bàn chi hỏa còn liễu tự như thì có được đan dược do trường sinh cung cấp đan dược chất chồng như núi nhỏ tới hàng trăm hàng ngàn viên có thể ở chỗ này toàn lực đánh suốt mấy năm cũng được sau khi tới được vị trí liễu tự như nói người ám vực phát hiện dấu vết ở chỗ này lục trường sinh gật gật đầu nhắm mắt lại tức khắc không gian quanh thân lục trường sinh bắt đầu vặn vẹo ngay sau đó có từng sợi không gian đạo tách giống như con rắn nhỏ nhau chui vào không gian chung quanh lục trường sinh mở mắt ra nói xem ra không gian chi tâm rất xảo trá nha nghe lời lục trường sinh nói Hoàng Thiên nhíu mày, ngươi nói là không gian chi tâm có ý thức của mình sao? Thần vật tới cấp độ như không gian chi tâm sao có thể không có ý thức chứ? Lục Trường Sinh trả lời, hình như là vì phòng ngừa cường giả tinh thông không gian đạo tắc dò xét nên không gian chi tâm trực tiếp phân tán hơi thở của mình tới nhiều vị trí trong không gian ở tổ đế vực. Mà các địa phương có hơi thở của không gian chi tâm đều tương đồng, ngay cả ta cũng không cách nào phát hiện đâu là thật trong thời gian ngắn. Đương nhiên những hơi thở này cũng cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải tinh thông không gian đạo tắc thì khó có thể phát hiện cũng không bài trừ thế lực khác có loại người này tồn tại liễu tự như vội vàng hỏi vậy nên làm sao bây giờ phỏng chừng qua một lúc nửa người từ các thế lực cấp thần chủ cũng tới lục trường sinh suy nghĩ chút ngay sau đó cười nói một khi đã như vậy cho bọn hắn một phần đại lễ trước đại lễ nhìn nụ cười xấu xa xuất hiện trên mặt lục trường sinh hoàng thiên và liễu tự như bắt đầu đau lòng thay cho những thế lực đó bình thường mà lục trường sinh tươi cười kiểu này có nghĩa là hắn chuẩn bị chơi xấu. Quả nhiên, không bao lâu sau, lục trường sinh liền không gian đạo tắc chi lực của mình. Bày ra 18 vị trí có không gian chi lực cường đại ở tổ đế vực, dù sao chưa có người nào từng gặp được không gian chi tâm. Chắc chắn tất cả đều không biết không gian chi tâm có hơi thở như thế nào, bộ dáng ra làm sao. Chỉ cần làm cho mấy chỗ tràn ngập không gian chi lực khổng lồ là tốt rồi. Lục Trường Sinh ở 18 vị trí rót vào một cổ gian chi lực vô cùng khổng lồ. Một cổ không gian chi lực không lồ thôi đã làm cho Hoàng Thiên và Liễu Tự như cảm thấy khiếp sợ, húng hồ còn liên tiếp bày ra 18 cổ tương tự, 18 địa phương phân bố khắp tổ đế vực. Mỗi một chỗ đều cách xa nhau khá xa. Như vậy mới có thể giữ chân đối phương trong thời gian dài. Cho Lục Trường Sinh có đủ thời gian tìm ra vị trí của không gian chi tâm. Đương nhiên, nếu có thể trực tiếp mang không gian chi tâm đi thì không thể tốt hơn. Làm xong hết thể chuyện này, Lục Trường Sinh chỉ tốn thời gian một nén nhang mà thôi. Lục Trường Sinh vỗ vỗ tay, thở ra một hơi nói, mệt quá nha. Hoàng Thiên cùng liễu tự như nhìn vẻ mặt sáng láng, hồng nhượng của Lục Trường Sinh. Ngay cả hơi thở đều cực kỳ vững vàng. Nào có bộ dáng của một người mệt mỏi, sau đó cảm nhận được 18 chỗ có không gian chi lực bùng nổ thì kinh hãi không thôi rốt cuộc còn có bao nhiêu phần thực lực chưa bại lộ ra nữa. Được rồi. Lục trường sinh nhìn về phía Hoàng Thiên cùng Liễu Tự Như, nói các ngươi lấy ra trận pháp ngăn cách hơi thở và phù triện phòng ngự bên trong túi gấm ra, giúp ta canh chừng chung quanh. Nói xong liền lo tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Dùng không gian chi lực bắt đầu dò xét không gian ở tổ đế vực, xem rốt cuộc có chỗ nào khác lạ. Hoàng Thiên cùng Liễu Tự Như làm theo lời hắn nhìn cường độ của trận pháp ngăn cách và phù triện phòng ngự liễu tự như lại hết chỗ nói không phải chứ dùng đồ chơi này mà còn keo chúng ta canh chừng nữa hoàng thiên cười khẽ một tiếng lặng yên cảm ứng chung quanh nói được rồi đừng oán giận nếu hắn nói như vậy thì cứ làm theo đi nếu không thì hắn cũng sẽ không an tâm liễu tự như bất đắc dĩ thở dài nếu ta mà có thực lực cường đại như vậy thì đã sớm xưng bá cả ba vĩ độ rồi lục tiền bối thật sự lãng phí một thân thực lực của mình nha lại một canh giờ trôi qua đôi ngũ của bảy đại thế lực cấp thần chủ cũng lần lượt tiến đến tổ đế vực đinh vĩ dẫn theo đội ngũ hạo thiên thần tông nhìn một mảnh đen nghìn nghiệp chung quanh không khỏi cười nhạo nói cũng bỏ được mà phái nhiều người như vậy chung quanh cũng chính là người mà sáu thế lực cấp thần chủ còn lại phái tới Tuy rằng cường giả thần chủ cảnh không thể ra tay nhưng cũng cũng không có nói bọn họ không thể phái tinh nhuệ ra tranh đoạt không gian chi tâm đi, không cần thiết phải trào phúng ai, đều vì không gian chi tâm mà tới, xem bản lĩnh của người đi. Một nam tử đeo kiếm bên hông thản nhiên nói. Phó Vân, hổ nguyên kiếm tông các ngươi có lấy được không gian chi tâm thì cũng không có tác dụng quá lớn đi, bên âm dương thần tông, khâu thân phủ trong cực kỳ âm nhu, cười duyên nói, sao không nhường ra chứ, một nam tử cầm thương thuộc thương khung thần điện, tên là Kỷ Nhuận Thu Lạnh mặt nói, khâu thân phủ, gia hỏa ngươi mà không tâm miệng lại liền thọc thủng cái miệng của ngươi. Khâu thân phủ kêu hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, Kỷ Nhuận Thu, ngươi làm như ta sợ ngươi, được rồi được rồi. Bác hoang thần tông hạ nguyên bằng buông tay nói, nếu các ngươi nếu là muốn đánh xin mời tránh xa tổ đế vực một chút, miễn ảnh hưởng tới chúng ta. Thường dương thiên hỏa cốc, hồ sinh nhếch miệng cười to, đúng lúc các ngươi đi giải quyết thù riêng, thiếu hai người cạnh tranh cũng không tệ. Phúc Thiên Thần Tông Tư Căng Thâm bảo trì sự yên lặng, cũng không có tham dự vào. Bảy đại thế lực thần chủ ở giới vực vĩ độ cao đã hoàn toàn buông xuống, Hạo Thiên Thần Tông, Hỗ Nguyên Kiếm Tông, Âm Dương Thần Tông, Thương Khung Thần Điện, Bác Hoang Thần Tông, Thuần Dương Thiên Hỏa Cốc, Phúc Thiên Thần Tông, đều là những thế lực đứng ở đỉnh vong, vang danh toàn bộ giới vực vĩ độ cao. Lúc này, Hổ Nguyên Kiếm Tông Phó Vân mở miệng nói, các vị, chúng ta có bảy phe thế lực, nhưng không gian chi tâm lại chỉ có một, nên phân phối như thế nào đây? Thuần Dương Thiên Hỏa Cốc có tính cách cực kỳ cương liệt, chỉ nghe Hồ Sinh tức giận hừ nói, phân phối. Ai bắt được là của người đó, cần gì giả mù sa mưa ở chỗ này thương lượng, ta cũng nghĩ như vậy. Đinh Vĩ thì không để ý đến bọn họ mà trực tiếp mang theo người bước vào tổ đế vực. Đối với Hạo Thiên Thần Tông bọn họ, có không gian chi tâm hay không cũng không quan trọng quan trọng là trợ giúp lục trường sinh lấy được thấy người hạo thiên thần tông đã bắt đầu hành động đội ngũ sáu thế lực còn lại cũng sôi nổi mang theo cường giả tinh thông không gian đạo tắc bắt đầu cảm ứng vị trí của không gian chi tâm nhưng mà bất luận là cường giả tinh thông không gian đạo tắc của thế lực nào cảm ứng một lượt sắc mặt đều sửng sốt bởi vì bọn họ phát hiện bên trong tổ đế vực có 18 chỗ có không gian chi lực cực kỳ khổng lồ vạn vật vốn đã tịch đã tịch diệt ngay cả linh khí đều cực kỳ loãng. Ngày thường sao có thể có không gian chi lực nồng đậm như vậy xuất hiện chứ, nhưng mà... Địa phương không gian chi lực xuất hiện địa phương có phải hơi nhiều rồi không? Không phải chỉ có một viên không gian chi tâm hay sao? Các cường giả tinh thông không gian đạo tắc đều nói cho người dẫn đầu đội ngũ biết tình huống. Người dẫn đầu nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Dựa theo tình báo thì sẽ không có tình huống thế này xuất hiện mới đúng. Nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào khác chỉ có thể hướng tới địa phương không gian chi lực tràn ngập mà điều tra qua thôi. Tổ đế vực cực kỳ rộng lớn. Muốn hoàn toàn thăm dò hết 18 địa phương này yêu cầu tốn không ít thời gian. Khi mà người các thế lực tiến đến chỗ thứ nhất mình lựa chọn liền kinh hỷ phát hiện. Cổ không gian chi lực ở nơi đây quá mức khổng lồ, ngay cả cường giả tinh thông không gian đạo tắc cũng phải ngưng trọng nói, trong nhận thức của ta, Cường giả tu luyện không gian đạo tắc mà ta biết không có bất kỳ một ai có thể đạt tới loại trình độ này. Đây chỉ có thể là do không gian chi tâm làm ra. Mỗi cường giả tinh thông không gian đạo tắc trong bảy thế lực cấp thần chủ đều nói như thế này. Tất cả đều cảm thấy đắc chí. Cho rằng chỉ tùy ý lựa chọn một địa phương mà đã tìm được nơi không gian chi tâm trú ngụ. Người dẫn đầu thế lực nói, xem ra vận khí của chúng ta không tồi không gian chi tâm chú định thuộc về tông môn của chúng ta tiếng nói vừa dứt liền bắt đầu xuyên qua không gian chuẩn bị sưu tầm không gian chi tâm một màn quỷ dị phát sinh bên trong là một vùng trống rỗng bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm được một chút dấu vết không gian chi lực không ngừng phun trào giống như trống rỗng phóng thích vậy cũng không có bất kỳ vật môi giới sau khi tìm kiếm nửa ngày những thế lực nhất lưu cũng lần lượt đi tới tổ đế vực cũng tìm kiếm và đều không có phát hiện. Lúc này bọn họ mới biết được. Bị lừa rồi. Có thể làm đến tình trạng này, e là có đại năng tu luyện không gian đạo tắt tới nơi đây trước rồi, dùng chuyện này như thủ thuật che mắt để kéo dài thời gian của chúng ta. Không có vật môi giới thì chính là do có người làm ra. Người mấy thế lực cấp thần chủ cũng không phải toàn kẻ ngu ngốc. Tuy rằng tốn chút thời gian nhưng cũng nhanh chóng nhìn ra bẫy rập đến tột cùng là người phương nào, ngay cả chúng ta mà cũng dám lừa. Nhưng nếu thật sự có cường giả nào đó làm ra, 18 chỗ kia tuy là giả nhưng không gian chi lực bàn bạc lại thật, rốt cuộc người này đã tinh thông không gian đạo tắc tới trình độ nào rồi, đang lúc bọn họ tiếp tục tìm kiếm thì trung tâm tổ đế vực có dao động không gian mãnh liệt xuất hiện, không trung tràn ngập các vàng của tổ đế vực giống như mặt kính rách nát trong khoảnh khắc này, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng mà nước ra, người các thế lực lớn đều kinh hãi nhìn một màn này giờ khắc này không trung tổ đế vực tựa như muốn sụp xuống vậy hơi thở không gian vô tận không ngừng trào ra từ những khe nứt nhưng mà kinh hãi thì kinh hãi các thế lực lớn cũng nhanh chóng phản ứng lại e rằng đây mới thật sự là không gian chi tâm tất cả các thế lực đang ở tổ đế vực đều nhanh chóng hướng về phía trung tâm giờ phút này ở trung tâm tổ đế vực lục trường sinh há hốc mồm nhìn không trung đang vỡ vụn. Liễu tự như bên cạnh hỏi, tiền bối, tìm được không gian chi tâm rồi, lục trường sinh gật gật đầu, hùng hùng hổ hổ nói, không gian chi tâm này thật sự giảo hoạt, thời điểm ta tìm được đồ chơi này, nó không cách nào thoát khỏi còn cố ý phóng thích lực lượng làm cho không trung vỡ vụn, gọi những người khác tới đây, nghĩ đến đây lục trường sinh liền muốn dậm chân chửi má nó. Vốn dĩ có thể lặng yên không một tiếng động bắt lấy không gian chi tâm những thế lực cấp thần chủ cùng những thế lực nhất đều sẽ không thể phản ứng kịp kết quả hiện tại gây động tĩnh lớn thế này không gian chi tâm thật sự thiếu đạo đức hiện tại làm sao bây giờ hoàng thiên nhìn về phía lục trường sinh lục trường sinh bất đắc dĩ nói còn có thể làm sao bây giờ không phải bọn họ đã tới rồi sao đành phải làm cho bọn họ đi chịu chết trước chúng ta tận dụng mọi thứ thôi vừa dứt lời vô số hơi thở buông xuống nơi đây giờ phút này không trung tổ đế vực đã rách nát, tầng mây bị phân liệt thành từng mảng từng mảng. Rất khó tưởng tượng. Không gian chi lực bàn bạc thế mà có thể mang đến sự hủy diệt kịch liệt như vậy. Các thế lực lớn đã nối nhau xuất hiện ở trung tâm tổ đế vực. Bất kể là đội ngũ hạo thiên thần tông, đội ngũ sáu thế lực cấp thần chủ, hay là các thế lực nhất lưu giao trì tiên cung, kim sĩ đại bàn tộc trong lúc nhất thời đều không kịp ôn chuyện mà đã bị cảnh tượng không trung tổ đế vực vỡ vụn hấp dẫn tiến đến trên mặt mỗi người đều mang theo sự ngưng trọng cùng với kích động chỉ có không gian chi tâm mới có thể làm được một bước này không hổ là không gian chi tâm thế mà có thể phóng xuất ra không gian chi lực khổng lồ thế này một tên cường giả thần hoàng cảnh đỉnh nhìn chằm chằm không trung không ngừng vỡ vụn mà lẩm bẩm nói nếu có thể lấy được loại thần vật này e là a chỉ bà ngươi mà cũng mơ tưởng lấy được không gian chi tâm sao? Trong đó, một cường giả thế lực nhất lưu chỉ mấy người phía trước rồi nói, những thế lực cấp thần chủ đều phái người tới, nào còn có phần cho chúng ta, dù cho lấy được, không phải cũng sẽ ngoan ngoãn giao cho đối phương sao? Chẳng lẽ ngươi còn có năng lực đối kháng? Huống hồ, nơi này có rất nhiều thế lực nhất lưu là chó săn của những thế lực cấp thần chủ đó. Lời vừa nói ra, phía trước đám người có một nam tử cao lớn thân khoác áo đen đi phía sau một nam tử trông cực kỳ âm nhu. Tôn Kính nói khâu tiền bối. Mọi người đều dời mắt nhìn. Ngay sau đó đều sắc mặt có chút ngưng trọng. Tên nam tử cao lớn mặc áo đen cùng với những người tu đạo phía sau hắn đều được ma khí ngập trời vây quanh, ở giới vực vĩ độ cao. Cũng chỉ có một phương thế lực có đặc thù này, chính là ma vương vực. Sớm đã nghe nói ma vương vực cấu kết với âm dương thần tông, xem ra là sự thật. Kim sĩ đại bàng tộc Kim vô tẩn cười lạnh nói, xem ra đại chiến ở ma vương vực khi đó cũng có bóng dáng của âm dương thần tông âm dương thần tông ma vương vực hoàng thiên và liễu tự như đều không khỏi nhìn về phía lục trường sinh lục trường sinh lại bình thản không có phản ứng hiện tại đừng quản chuyện khác chuyện ma vương vực giao cho tiểu hắc tự giải quyết đồng thời đây cũng là ý muốn của tiểu hắc hoàng thiên cùng liễu tự như nghe vậy gật đầu khâu thân phủ quay đầu lại nhớ mày nói ma qua chỉ có ngươi tới đây sao ma kỹ cùng ma lạp đâu ma qua bồi cười nói tiền bối ngài cũng biết gần nhất ma vương vực xảy ra chuyện gì ma chủ và ma lạp đang thương lượng nên giải quyết như thế nào nghe đến đây khâu thân phủ cười lạnh một tiếng nói các ngươi sợ người nọ như vậy sao dù cho hắn đông sơn tái khởi cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta bất quá người các ngươi phái xuống dưới thế mà bị người giới vực trung vĩ độ tiêu diệt sạch nghe vậy sắc mặt ma qua trở nên ngưng trọng nói không sai nếu như đối phương thật sự là dân bản xứ ở giới vực trung vĩ độ hoang dã theo lý thì không có thực lực tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ ma vương vực phái xuống phải biết rằng đội ngũ phái xuống đều là cường giả thần vương cảnh tuy rằng ở giới vực vĩ độ cao thần vương cảnh cũng không thể đại biểu cho chuyện gì nhưng đặt ở giới vực trung vĩ độ chỉ cần một người là có thể quét ngang hết thảy mới đúng e là có thế lực khác ra tay khâu thân phủ gật gật đầu yên tâm đi Chuyện này thần chủ cũng rất coi trọng, nói vậy đối phương cũng sẽ tiến đến giới vực vĩ độ cao, chờ lấy được không gian chi tâm, tự nhiên chúng ta sẽ thương lượng lượng đối sách. Ma Qua nghe xong mừng rỡ. Nếu như Âm Dương Thần Tông chủ động nhập cục, như vậy đối phương sẽ không còn bất kỳ đường sống, lúc này. Thâu thân phủ đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Hạo Thiên Thần Tông, chỉ thấy Đinh Vĩ cũng không có chú ý trên không mà ngược lại quan sát xung quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó còn có một người hành động tương tự đó là giao trì tiên cung quý thiên giao hai người đều đang tìm kiếm tung tích của trường sinh mà trong một khắc này không trung tổ đế vực hoàn toàn vỡ vụn một mảnh không gian u ám giống như hắc động triển lộ trong tầm mắt đám cường giả chỗ sâu trong không gian tràn ngập u ám có một viên sao trời cực kỳ bắt mắt lộng lẫy tưới xuống ánh sáng vô tận chỉ là nếu như cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện ánh sao vô tận do không gian chi lực cuồng bạo cấu thành chỗ mà ánh sao sái lạc xuống sẽ có gió lốc không gian to lớn hình thành thổi quét tại không gian u ám này. Hiển nhiên là viên sao trời lộng lẫy ở sâu trong không gian 89 phần 10 đó là không gian chi tâm mà mọi người tha thiết ước mơ. Lúc này đã có thế lực không kiềm chế được mà phái người vọt vào vùng không gian u ám. Những thế lực cấp thần chủ thì không có nhúc nhích, chỉ phân phó các thế lực phụ thuộc các ngươi cũng theo sau. Một ít người thế lực phụ thuộc nghe xong sắc mặt âm trầm, nhưng lại không thể không làm dù sao bọn họ đã được các thế lực cấp thần chủ này che chở. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh, không nói tới chuyện không còn được che chở, e là địa vị của thế lực cũng sẽ xuống dốc không phanh, chuyện này đối với một thế lực mà nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên ma vương vực cũng không ngoại lệ. Tuy rằng trong lòng ma qua không muốn nhưng chỉ có thể phân phó thủ hạ phóng về phía vùng không gian u ám phía trên. Chỉ là không gian chi tâm có uy năng cường đại như thế há có thể dễ dàng lấy được khoảnh khắc những cường giả đó vọt vào vùng không gian u ám không gian vô cùng tĩnh lặng lúc này giống như một đầu mảnh thú bừng tỉnh há mồm to hướng về phía mấy người gió lốc không gian đủ để hủy diệt hơn phân nửa giới vực bắt đầu càng quét những kẻ dám can đảm tiến vào ầm chỉ trong nháy mắt có hai tên người tu đạo cảnh giới hơi thấp không kịp phản ứng bị gió lốc không gian này cắn nuốt bất luận là thân thể hay thần hồn đều không cách nào thoát được hoàn toàn biến mất đông đảo cường giả nhìn thấy một màn này đều ngưng trọng. Nhưng mà, hình như gió lốc không gian vẫn có kẻ hở có thể xuyên qua. Cần phải triệu tập thêm người. Những thế lực cấp thần chủ nhanh chóng phán đoán ra kết quả này. Vì thế bắt càng nhiều người tiến vào làm pháo hôi. Một một địa phương khác. Lục trường sinh tâm nín nhìn cảnh tượng này. Vốn có thể lấy không gian chi tâm và lặng yên rời đi lúc nhóm người còn đang tìm tòi ở mấy địa phương mà hắn bố trí. Lại không nghĩ tới không gian chi tâm còn âm thầm chơi xấu, gây ra động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn người của các thế lực đến đây hết. Nhưng cũng may. Lục Trường Sinh cúi đầu, khẽ cười nói, kỹ xảo của ta đây cao hơn ngươi một bậc. Bố trí 18 chỗ có không gian chi lực nồng đậm há chỉ có tác dụng làm giả đánh lừa. Trong không gian u ám gió lốc không gian giống như muốn diệt thế vậy, không ngừng rong rủi, vô số người tu đạo giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến vào bên trong đó. Có vài người tu đạo muốn thử thời vận, cướp đoạt tiên cơ, xem xem có thể đoạt được không gian chi tâm, chiếm cứ một cái ghế ở giới vực vĩ độ cao hay không. Có một số thế lực thì hoàn toàn là bởi vì phụ thuộc vào bảy đại thế lực cấp thần chủ. Bị yêu cầu nên bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng phái người tiến vào dò xét thủ lĩnh của những thế lực này giận mà không dám nói gì. Dù sao bọn họ đã chịu các thế lực cấp thần chủ che chở cùng với hưởng dụng một ít tài nguyên cấp thần chủ mới có. Tuy rằng chỉ uống phần thừa nhưng đối với những thế lực nhất lưu này đều chỗ tốt không tầm thường. Nhưng nếu phụ thuộc, nếu ký sinh vào các thế lực cấp thần chủ, hưởng thụ sự che chở của đại thụ thì đồng thời cũng phải chịu đại thụ điên cuồng hấp thụ chất dinh dưỡng, bất quá sau một lúc thử nghiệm những thế lực rốt cuộc thăm dò rõ ràng quy luật của gió lốc không gian cùng với phương án thông qua. Bên Hỗn Nguyên kiếm tông, Phó Vân đôi tay ôm ngực, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt như kiếm xuyên thủng sơ hở trong đó. Nhìn dáng vẻ cũng không có khó tiến vào như trong tưởng tượng. "Như thế nào, vậy ngươi đi trước thử." Âm Dương thần tông Khâu thân phủ yêu kiều cười nói, "cũng cho ta kiến thức chú Vân trung kiếm của ngươi rốt cuộc đạt tới trình độ gì?" Nghe vậy, Phó Vân liếc mắt nhìn nhà nhạc nói sẽ được nhìn thấy thôi, nhưng mà khi đó cũng là lúc ngươi chết. Ngươi, khâu thân phủ hừ lạnh một tiếng, người hổ nguyên kiếm tông chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại sao, nếu đều không muốn tới vậy thì ngoan ngoan ở chỗ này nhìn âm dương thần tông ta lấy không gian chi tâm đi, tiếng nói vừa dứt. Thân thể khâu thân phủ đột nhiên dừng lại. Dùng một tư thái cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như phiêu về phía không gian u ám kia, sao có thể làm cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ chiếm cứ tiên cơ chứ, bên thương khung thần điện, kỹ ngượng thu hừ lạnh một tiếng, hai đầu gối hơi cong. Theo một tiếng không gian nổ vang, kỹ ngượng thu liền giống như một thanh trường thương phá không nhảy dựng lên, các đại tông còn lại tự nhiên cũng không dám yếu thế, trong lúc nhất thời. Gần như tất cả cường giả thần hoàng cảnh hoặc là cường giả phía trên đều phóng về phía không gian u ám, nhưng trong giây phút này, có một tòa tiểu tháp bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Vô số linh hồn vần quanh, hai bóng dáng phiêu ra từ tiểu tháp ngay sau đó cũng không quan sát đám người tu đạo đang ngây ra mà phóng thẳng vào trong không gian u ám. Sắc mặt trưởng lão kim sĩ đại bàng tộc trở nên khó coi nói vong hồn linh cung sao? Bọn họ thế mà cũng ra tay. Hừ, cũng chỉ có bọn họ mới thích làm mấy chuyện lén lút, bảy đại thế lực cấp thần chủ vốn xông vào trước nhất. Thế nhưng bây giờ lại bị một thế lực nhất lưu là vong hồn linh cung chiếm lấy tiên cơ. Điều này làm lòng bọn bừng lửa giận. Nhưng mà khi hồn chủ cùng với một tên trưởng lão sắp sửa bước vào không gian u ám tràn ngập gió lốc. Đột nhiên, ở 18 chỗ trong tổ đế vực lại bộc phát từng luồng không gian chi lực cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức khiến tất cả mọi người không thể không tạm thời ngừng lại. Cường giả dẫn đầu bảy đại không đợi bọn họ phản ứng. Cổ không gian chi lực vô cùng khổng lồ này thế mà hóa thành một lá chắn ngăn cách không trung tổ đế vực với bên dưới, chẳng lẽ thứ này là do không gian chi tâm phóng thích, trong lúc nhất thời mọi người đều kinh nghi bất định. Bởi vì không gian chi lực cấp độ thế này e là chỉ có không gian chi tâm mới có khả năng phóng xuất. Trừ khi, khi Phó Vân nói ra hai chữ này, đồng tử của người sáu thế lực cấp thần chủ còn lại đều co rụt. Trong lòng đồng thời nghĩ tới thời điểm vừa mới vào tổ đế vực bị 18 cổ không gian chi lực hấp dẫn. 18 cổ không gian chi lực kia là do người làm ra, vì cố tình hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Sau đó người tạo ra 18 cổ không gian chi lực cũng không có xuất hiện, cũng ở thời khắc. Có ba bóng dáng cũng đột nhiên xuất hiện bên trong không gian u ám, cũng chính là bên kia lá trắng không gian. Một nữ tử áo đỏ cùng với hai tên nam tử. Trong đó, nam tử áo trắng đứng giữa hai người. Ba người tự nhiên là Lục Trường Sinh, Hoàng Thiên cùng với Liễu Tự Như. Chẳng qua hiện giờ trên mặt ba người Lục Trường Sinh đều mang mặt nạ. Vô lượng là hỗn nguyên kiếm tông phó vân hay âm dương thần tông khâu thân phủ đều không cách nào nhìn thấu diện mạo chân thật sau khi tham gia hạo thiên yến. Lục trường sinh liền khẩn cấp chế tạo mấy cái mặt nạ. Để phòng ngừa tình huống như ở hạo thiên yến. Chẳng qua khi người dẫn đầu đội ngũ hạo thiên thần tông và kim sĩ đại bàng tộc kim vô tẩn. Cùng với giao trì tiên cung quý thiên giao nhìn thấy ba người này đều có biểu tình khác nhau. Đội hình và trang phục thực sự quá quen thuộc. Hơn nữa bọn họ đều biết mấy người lục trường sinh nhất có ý tưởng đối với không gian chi tâm. Nếu không vì sao lại đến hạo thiên yến chứ, húng hồ ai trong nhóm người tới tổ đế vực có thực lực cường đại thế này, hoàn toàn ngăn cách không trung tộc án rất rõ ràng. Đinh Vĩ thấy một màn như vậy lặng yên không một tiếng động truyền âm với người hạo thiên thần tông lúc sau toàn lực phối hợp với nam tử áo trắng, giúp hắn cướp lấy không gian chi tâm, tuy rằng người còn lại người không rõ vì sao phải như vậy, nhưng mà vẫn gật gật đầu. Kim vô tẩn thì nói với nam tử trung niên bên cạnh mình, phụ hoàng, lần kim sĩ đại bàng tộc chúng ta từ bỏ ý tưởng với không gian chi tâm đi. Nam tử trung niên chính là tộc trưởng kim sĩ đại bàng tộc, Kim Lê, Kim Lê nghe Kim vô tẩn nói xong, không khỏi sửng sốt hỏi, vì sao, Kim vô tẩn bất đắc dĩ cười khổ, chỉ vào nam tử áo trắng phía trên nói, có hắn ở đây, đừng nói là chúng ta, dù là bảy thế lực cấp thần chủ, chỉ cần cường giả thần chủ cảnh không ra thì tuyệt đối không thể tranh đoạt qua hắn. Ngươi nhận thức hắn, Kim Vô Tẩn nói, vị tiền bối trước kia ở phàm nhân thôn. Nghe tới đây. Kim Lê liền sửng sốt, nháy mắt dời ánh mắt tới trên người lục trường sinh. Nếu là hắn, xác thật không có khả năng tranh đoạt cùng. Bất quá. Kim Lê đột nhiên nói, chúng ta có cần đánh cược tương lai của Kim Sĩ đại bàng tộc ở trên người hắn không? Nghe được Kim Lê nói. Sắc mặt Kim Vô Tẩn cứng lại, ngay sau đó gật đầu, ta cảm thấy có thể. Quý Thiên Giao nở nụ cười rạng rỡ, trong lúc nhất thời không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người tu đạo chung quanh. Ngay sau đó nàng lấy ra lệnh bài tông chủ, nói đệ tử giao trì tiên cung nghe lệnh, toàn lực trợ giúp nam tự áo trắng đoạt lấy không gian chi tâm. Mọi người ngẩng đầu nhìn không trung. Phía trên có một tầng lá trắng mỏng như cánh ve phân cách. Ở trong không gian u ám phía trên có ba bóng người. Tự nhiên là lục trường sinh, hoàng thiên cùng với liễu tự như rõ ràng ba người muốn dùng phương thức này để cướp lấy không gian chi tâm sao bảy thế lực cấp thần chủ có thể đồng ý được chứ không gian chi tâm đối với bọn họ mà nói cũng cực kỳ quan trọng là thần chủ tự mình hạ lệnh nếu để những người khác cướp mất không gian chi tâm trong tình huống bảy đại thần chủ thế lực đều xuất hiện mặt mũi bọn họ cũng không đẹp cho lắm lúc này hổ nguyên kiếm tông phó vân ngẩng đầu cất cao giọng nói các hạ là người phương nào cách làm thế này không thích hợp đi âm dương thần tông khâu thân phủ cũng đồng thời quát ngươi có biết làm thế này là đồng thời đắc tội bảy đại thế lực cấp thần chủ chúng ta ngươi xác định mình thật sự muốn làm sao kỷ nhượng thu ngay thẳng nói hẳn là ngươi cũng hiểu rõ dùng phương thức này giành lấy không gian chi tâm sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết vô tận của chúng ta bác hoang thần tông thuần dương thiên hỏa cốc thì trực tiếp hiển lộ hơi thở mạnh mẽ tựa như chuẩn bị phá vỡ không gian bình chướng ngay cả người dẫn đội của phúc thiên thần tông tư căn thâm luôn yên lặng cũng lên tiếng các ngươi sẽ chết ngoại trừ hạo thiên thần tông, sáu thế lực thần chủ đều lên tiếng uy hiếp ba người lục trường sinh. Nhưng mà ba người lục trường sinh lại giống như không có nghe thấy gì cả. Đưa lưng về phía mấy thế lực này, ngẩng đầu nhìn gió lốc không gian đang xe ngang dọc trước mắt, vuốt cầm nói a à, xuyên qua gió lốc không gian cấp độ này không có vấn đề gì. Cũng không biết kế tiếp còn có bẫy rập gì hay không. Liễu tự như bên cạnh thì đang gào thét trong lòng, nhìn ra người mấy thế lực thần chủ đang bùng nổ hơi thở, ánh mắt sáng quắc mà phát run. Ta nói này tiền bối, chúng ta không nên quản những người đó sao, bọn họ tốt xấu gì cũng là người thế lực cấp thần chủ, dù là ám vực cũng không thể đồng thời treo chọc nhiều như vậy đi. Lục trường sinh lại dùng ánh mắt kỳ quá nhìn thoáng qua liễu tự như, chỉ chỉ mặt nạ trên mặt mình rồi nói sao ngươi lại không có tiền đồ như thế này chứ, chúng ta ma mặt nạ, bọn họ cũng không biết chúng ta là ai, ngươi sợ cái gì, huống hồ chúng ta lấy không gian chi tâm xong sẽ trực tiếp liền rời khỏi vùng vĩ độ này, bọn họ không thể tìm thấy chúng ta liễu tự như nuốt nuốt nước bọt nói thì nói như vậy hoàng thiên đột nhiên ngắt lời không phải ngươi sợ sao liễu tự như ta nói mình không sợ là nói dối dù sao liễu tự như cũng là người từ giới vực vĩ độ cao tự nhiên vốn có cảm giác kính sợ đối với bảy đại thế lực cấp thần chủ lục trường sinh bổ đao nói không được liền sang chỗ khác chơi với tiểu hài liễu tự như được rồi, các ngươi chú ý cho ta, phòng ngừa có người đột phá lá trắng vọt vào. Hoàng thiên và liễu tự như gật gật đầu. Ở bên dưới, Phó Vân cùng một đám cường giả thế lực cấp thần chủ thấy đối phương căn bản liền không có để ý tới bọn họ. Cả đám ngây người, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Ngay cả chúng ta cũng không đặt trong mắt, thuần dương thiên hỏa cốc hồ sinh nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Hắn nâng bàn tay lên, ngay lập tức có một ngọn lửa đỏ bao bọc toàn bộ thân thể hắn Người tu đạo chung quanh đều không khỏi biến sắc Lập tức lui về phía sau Hiện giờ Hồ Sinh đã đạt tới nửa bước thần chủ cảnh sao Ngay cả Thuần Dương Thiên Hỏa Công cũng tới cấp độ này E là thực sự có cơ hội đột phá gông cùng xiên xích Đạt tới thần chủ cảnh Như vậy không gian bình chứng trước mắt phỏng chừng Cũng không thể chống đỡ công kích của Hồ Sinh Lúc này Hồ Sinh hét to ta đây thật sự muốn nhìn tầng lá trắng này kiên cố đến mức nào mà có thể để cho ngươi có dũng khí phớt lờ chúng ta, tiếng nói vừa dứt. Hồ sinh giống như hỏa thần mang theo diệt thế thiên hỏa tung một quyền nện tới không gian bình chướng, nơi nắm tay của hắn lướt qua, không gian bị thiêu đốt đến vạn vẹo, ở trong mắt mọi người, hỏa quyền của hồ sinh hung hăng nện vào không gian bình chướng, ầm, một tiếng đổ vang rền, trên bình chướng xuất hiện vài vòng gợn sóng. Ngoài ra, cũng không thấy xuất hiện khe nứt một quyền của Hồ Sinh hình như không hề có bất kỳ tác dụng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám người cứng đờ. Đây là ngay cả nửa bước thần chủ cảnh như Hồ Sinh mà cũng không thể phá vỡ, chẳng lẽ không có sử dụng toàn lực, nhưng Hồ Sinh là người ra tay, mấy cường giả thế lực cấp thần chủ khác có thể nhìn ra. Một quyền vừa rồi hắn đã sử dụng toàn lực. Sắc mặt mấy người trở nên ngưng trọng, Hồ Sinh kinh ngạc xem lẫn nghi ngờ, không nói đến chuyện có thể phá vỡ hay không một quyền nện vào, ngay cả một khe nước nhỏ cũng không sinh ra, điều này khiến hồ sinh bắt đầu hoài nghi thực lực của đối phương. Bình chướng có khả năng phòng ngự cường đại thế này, chắc chắn đã đạt tới cấp bậc thần chủ. Lúc này kỹ nhuận thu hừ lạnh một tiếng để ta tới thử xem. Dứt lời liền cầm thương. Bày ra tư thế phóng mạnh, từng sợi kim quan điên cuồng hội tu về trường thương, thương ý dày đặc tập trung trên mũi thương, phản phất như muốn đâm thủng trời cao, thương khung thần điện là nơi tu luyện thương pháp đứng đầu ở giới vực vĩ độ cao trường thương là vũ khí có tính công kích tối cao tuy kỷ nhuận thu cùng hồ sinh ở cùng một cảnh giới nhưng xét về thế công thì sẽ mạnh mẽ hơn hồ sinh một phần theo kỷ nhuận thu phóng thương trường thương xuyên phá không gian nhanh chóng đâm vào không gian bình chướng ngay lập tức có tiếng nổ như tiếng sấm vang vọng cả khu vực các vàng cuồn cuộn cuốn lên trước ánh mắt kinh hãi của mọi người không gian bình chướng vẫn chỉ xuất hiện vài vòng gợn sóng mà thôi nhiều hơn hai vòng so với khi hồ sinh công kích phó vân nhà nhạc mở miệng nói được rồi đồng loạt ra tay công kích dùng thủ đoạn mạnh nhất thử xem xem có thể phá vỡ hay không kỷ nhượng thu cùng hồ sinh đều là sắc mặt nang tham gật gật đầu lúc này phó vân nhìn về phía đinh vĩ nhớ mày nói các ngươi không ra tay sao đinh vĩ lại buông tay cười nói vì sao ta phải ra tay xem ra ngươi biết nam từ áo trắng kia là người phương nào ta chỉ là cảm thấy thay vì để cho các ngươi bắt được không gian chi tâm không bằng để cho người khác bắt được tương đối tốt hơn nha sự âm trầm chợt lóe lên trong mắt phó vân ngay sau đó hắn không hề để ý tới nữa phó vân cùng với năm tên cường giả nữa bước thần chủ cảnh toàn lực ra tay đồng thời công kích vào một vị trí trên không gian bình chướng không gian chung quanh không ngừng rách nát người tu đạo có cảnh giới thấp kém đã sớm lui ra xa ngàn dặm rồi, phòng ngừa bị công kích lan đến. Khi các vàng tan đi sau công kích, không gian bình chướng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trước mắt đám người. Giờ khắc này tất cả đều chấn động sâu sắc. Không gian bình chướng này là thủ đoạn của một tên cường giả thần chủ cảnh sao, đã như vậy, chẳng lẽ nam tử áo trắng kia chính là cường giả thần chủ cảnh, nghĩ đến đây, người dẫn đội các thế lực thần chủ đều lấy vật truyền âm ra mọi người kinh hãi nhìn bình chướng ngăn cách phía trên có thể chống đỡ công kích toàn lực của sáu tên cường giả nửa bước thần chủ cảnh ngay cả một khe nứt cũng không có sinh ra chỉ xuất hiện vài vòng gợn sóng không gian bình chướng này có cấp bậc gì chỉ có bình chướng phòng ngự cấp thần chủ mới có thể ngăn cản được công kích của nửa bước thần chủ cảnh mà không sức mẻ hiển nhiên đám người phó vân cũng ý thức được điểm này nên lập tức lấy ngọc bội truyền âm ra phải biết rằng thời điểm tranh đoạt không gian chi tâm bảy đại thế lực cấp thần chủ đều có chung nhận thức tuyệt đối không xuất động cường giả thần chủ cảnh bởi vì một khi cường giả thần chủ cảnh nhúng tay vào tranh đoạt tính chất liền thay đổi nếu xem tranh đoạt không gian chi tâm là một trận chiến tranh như vậy cường giả thần chủ cảnh chính là vũ khí chiến lược trong chiến tranh một khi ra tay sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến giới vực không đề cập tới chuyện giới vực bị hủy cho dù có cường giả bảo hộ nhưng những người tu đạo có cảnh giới hơi thấp kém sẽ không thể tồn tại trước dư ba từ trận chiến của cường giả thần chủ cảnh cho nên cường giả thần chủ cảnh không ra tay là một quy định bất thành văn đến thời điểm này cũng đã có mấy vạn năm không có cường giả thần chủ cảnh ra đương nhiên nếu như có một tên cường giả thần chủ cảnh dẫn đầu phá vỡ quy củ này như vậy các cường giả thần chủ cảnh khác cũng sẽ lần lượt vào bàn những người thế lực nhất lưu thấy một màn như vậy sắc mặt cũng kinh biến. Mau! Dưới thần hoàng cảnh lập tức rời khỏi tổ đế vực, dùng tốc độ nhanh nhất rút khỏi nơi đây, trong lúc nhất thời. Vô số người tu đạo bắt đầu hoảng loạn nối nhau chạy khỏi tổ đế vực, bên giao trì tiên cung, trưởng lão cũng vội vàng nói với quý thiên giao thánh nữ, ngươi cũng rời đi trước đi. Quý thiên giao lại lắc đầu nói không quan trọng, ta muốn nhìn xem phương thức chiến đấu giữa cường giả thần chủ cảnh. Nhưng mà, hiện tại ta có thể chống đỡ được. Kim Vô Tẩn cũng lựa chọn như nàng. Chẳng qua, thật ra là Quý Thiên giao lo lắng cho Lục Trường Sinh thôi. Kim Vô Tẩn mới là kẻ thật sự muốn kiến thức cảnh các cường giả thần chủ chiến đấu. Dù sao chiến đấu cấp bậc này không nói là có thể hiểu được hay không, chỉ là ở bên cảm nhận thôi cũng có thể trợ giúp cho con đường tu đạo sau này. Tiền đề là có thể chống đỡ được dư ba khủng bố. Đinh Vĩ nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng ngưng trọng lấy ngọc bội truyền âm ra bên kia lục trường sinh đã bắt đầu xuyên qua gió lốc không gian liễu tự như và hoàng thiên thì ở một bên giúp lục trường sinh theo dõi thấy được cảnh tượng liễu tự như khẽ nhíu mày trong lòng cảm thấy căng thẳng bảy vị cường giả thần chủ cảnh ngươi chống được không hoàng thiên không cần nghĩ ngợi nói nếu chỉ mình ta thì có chút cố sức nhưng có lá chắn này ở đây không hề áp lực nha hoặc có thể nói căn bản không cần ta ra tay nghe vậy liễu tự như cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó suy nghĩ lại đúng vậy với thực lực sâu không lường được của lục tiền bối cùng với tính cách cẩn thận đến cực điểm không gian bình chướng này tự nhiên không đơn giản rồi dù là cường giả thần chủ cảnh cũng không cách nào đột phá bình chướng quanh quanh ca trước ánh mắt kinh hãi của những người còn ở lại từng sợi hơi thở huyền diệu bàn bạc chậm rãi phủ xuống khu vực này hơi thở giống như viễn cổ truyền đến. Là quy tắc chi lực tinh thuần nhất trong phiến thiên địa này, nhìn như không hề có chút uy hiếp nào nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác không cách nào chống cự. Lúc này, bên phía hỗ nguyên kiếm tông, Phó Vân dẫn đầu quỳ một gối xuống, cung kính nói, cung nghênh thần chủ, các đệ tử hỗ nguyên kiếm tông cũng lần lượt quỳ xuống hô lớn, cung nghênh thần chủ, người âm dương thần tông, thương khung thần điện, bác hoang thần tông, thuần dương thiên hỏa cốc, Phúc Thiên Thần Tông cùng với Hạo Thiên Thần Tông cũng lần lượt quỳ xuống, đồng thời cao giọng hô, cung nghênh thần chủ, giọng điệu cung kính thành tâm. Theo tiếng cung nghênh của đám người, không gian bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Mặt đất các vàng phủ kính cũng bắt đầu dao động, toàn bộ tổ đế vực như muốn nứt toạc. Bảy bóng dáng giống như thần linh buông xuống, dừng ở tổ đế vực, mỗi một bóng dáng đều có linh khí cùng với quy tắc chi lực như hóa thành thực chất bao quanh. Hỗn nguyên kiếm chủ, kiếm đạo của hắn đã ngưng kết thành từng trường kiếm trong suốt vây quanh mình âm dương thần chủ một âm một dương không gian bên trái bị ngưng kết không gian bên phải thì nóng chảy mỗi một nhịp hô hấp tựa như đồng hóa cả tổ đế vực dù là những người tu đạo đã rời khỏi tổ đế vực cũng có thể cảm giác được sự áp bách khổng lồ nói gì tới những người đang hiện diện ở tổ đế vực đây cường giả thần hoàn cảnh còn ổn một chút ít nhất có thể toàn lực chống đỡ kim vô tẩn dựa vào huyết mạch kim sĩ đại bàng tộc và thân thể cường hãn nên có thể cưỡng chịu được. Nằm ngoài dự đoán, khiến mọi người cảm thấy bất ngờ chính là quý thiên giao. Với thực lực lúc trước, có lẽ quý thiên giao không có khả năng chống đỡ được mấy cổ hơi thở thần chủ cảnh này, nhưng hiện tại quanh thân quý thiên giao có hơi thở màu tím lượn lờ. Hơi thở này thế mà không hề dao động trước áp bách từ hơi thở của bảy tên cường giả thần chủ cảnh. Nó vẫn cực kỳ vững vàng uống lượng quanh thân thể quý thiên giao, bảo hộ lấy nàng hồng mông tử khí sau khi kích hoạt huyết mạch quý thiên giao đã có thể nắm giữ chút hồng mông tử khí tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hấp thu lúc này hổ nguyên kiếm chủ nhà nhạc quét mắt nhìn không gian bình chướng nói a à. quả nhiên là thủ đoạn của thần chủ âm dương thần chủ trông như một nữ tử nhỏ xinh nhưng khi mở miệng lại là giọng của lão thái cũng không biết là vị cao nhân lánh đời nào không biết quy củ của vùng vĩ độ này sao thương khung thần chủ cao giọng nói tranh đoạt cơ duyên với bọn tiểu bối nếu đã không biết xấu hổ thì sao không chịu hiện thân, chỉ có Hạo Thiên thần chủ hiểu rõ đây tuyệt đối là kiệt tác của vị kia. Nhưng trong tình huống này Hạo Thiên thần chủ cũng không thể lên tiếng giúp đỡ. Nếu không với đầu óc của mấy lão quái vật này chắc chắn có thể suy đoán ra được một ít chuyện. Giống như chuyện ai âm thầm giúp Hạo Thiên hắn đột phá tới thần chủ cảnh đỉnh, thuần dương thiên hỏa cốc thiên hỏa thần chủ có tính tình nóng nảy nhất. Một đầu tóc đỏ bay tứ tán, quanh thân có ngọn lửa không ngừng bỗng cháy chỉ nghe hắn vẫn nộ quát, hừ, đã như vậy liền đánh nát mai rùa này, phúc thiên thần chủ nhẹ nhàng gật đầu, đồng loạt ra tay. Sáu đại thần chủ đồng thời vận chuyển quy tắc chi lực. Không gian tổ đế vực lại bắt đầu không ngừng sụp đổ, e là nếu sáu đại thần chủ đồng thời công kích dưới. Tổ đế vực cũng sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Hạo thiên thần chủ nôn nóng, rơi vào đường cùng chỉ đành thầm nghĩ, bất kể như thế nào cũng phải toàn lực ngăn cản một kích này, nhưng mà trong giây phút này, không gian toàn bộ tổ đế vực đột nhiên được ổn định một tiếng nói không lớn không nhỏ truyền khắp tổ đế vực đại năng thần chủ cảnh ra tay mang đến sự hủy diệt không cách nào đánh giá một phương giới vực hứng chịu công kích toàn lực của thần chủ e là đều không có khả năng tồn tại hiện giờ sáu tên thần chủ đồng thời ra tay tổ đế vực đã sớm rách nát hoang vu sao có thể thừa nhận được công kích mang tính hủy diệt thế này chứ phía trên hoàng thiên cũng thò tay ra trong lòng bàn tay có một đoàn thần hoàng chi hỏa phiêu lãng rồi bùng lên bóng thần hoàng xuất hiện phía sau hoàng thiên mở rộng hai cánh sáu tên cường giả thần chủ cảnh động thủ hiển nhiên cũng khiến hoàng thiên cảm giác được sự áp bách một cái bình chướng nho nhỏ dù mang cấp bậc thần chủ nhưng khi sáu cường giả thần chủ cảnh chúng ta cùng ra tay thì làm sao mà chống đỡ âm dương thần chủ cười lạnh trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường nhưng mà lúc sáu người đang bắt đầu ngưng tụ công kích tiếng tổ đế vực không chịu nổi gánh nặng cận kề tan vỡ đột nhiên biến mất. Một tiếng nói truyền khắp toàn bộ tổ đế vực, tổ đế vực là trung tâm phàm nhân giới, tuy rằng đã xuống dốc nhưng vinh quang vẫn nên được hậu nhân khắc trong tâm khảm. Các ngươi muốn tự tay chôn vùi phần vinh quang này sao? Đây là tiếng nói của một lão nhân, nghe qua thường thường không có gì đặc biệt, thậm chí còn mang theo sự suy bại. Nhưng tiếng nói thường thường không có gì đặc biệt này lại lộ ra đại đạo chí giảng, giờ khắc này. Quy tắc chi lực do sáu tên thần chủ đồng thời phóng thích chợt tiêu tán, giống như tiếng nói của lão nhân đã trấn áp hết thảy, một màn này khiến mọi người cảm thấy kinh hãi, ngay cả sáu tên cường giả thần chủ cũng cảm thấy ngưng trọng. Xin hỏi tiền bối là người phương nào, hổ nguyên kiếm chủ cầm kiếm ôm quyền, hướng về phía hư không mà dò hỏi. Một câu nói liền có thể đánh tan công kích mà bọn họ đang ngưng tụ. Thực lực khó có thể tưởng tượng. Hoàng thiên và liễu tự như cũng sửng sốt. Lúc này tiếng nói lại truyền đến lần nữa ngươi không cần biết lão phu là ai cảnh vật đổi dời xem ra các ngươi đã quên mất huy hoàng của phàm nhân giới cùng với vinh quang của tổ đế vực huy hoàng của phàm nhân giới vinh quang của tổ đế vực mấy tên cường giả thần chủ liếc mắt nhìn nhau sắc mặt càng ngưng trọng hơn giới vực vĩ độ thấp trung vĩ độ và vĩ độ cao đã từng được gọi chung là phàm nhân giới bọn họ đều biết trong sách cổ cũng có ghi chép lại khi đó văn minh tu đạo ở phàm nhân giới cực kỳ hưng thịnh thần chủ đại năng hiện giờ có thể hùng bá một phương nếu ở lúc ấy cũng không cách nào xưng bá sách cổ chỉ ghi lại vì ngăn trở một lần đại kiếp nạn mà phàm nhân giới bắt đầu xuống dốc tiếng lão nhân tiếp tục truyền đến thôi thôi hai chữ này tựa như tràn ngập thổn thức cùng với thất vọng còn có sự hồi tưởng nhớ không được thì không cần nhớ nữa chẳng qua nếu đám tiểu bối các ngươi dám can đảm động thủ ở tổ đế vực dẫn tới tổ đế vực hoàn toàn hủy diệt vậy các ngươi cũng không cần tiếp tục tồn tại đám người nghe được lời này mà kinh hãi ở giới vực vĩ độ cao này có ai dám đe dọa thần chủ chứ huống hồ còn đe dọa cả bảy đại thần chủ lúc này thiên hỏa thần chủ lại hét to hừ không thấy chân thân tránh trong chỗ tối mà giọng điệu thật sự quá cuồng vọng ngươi làm thế nào chém giết toàn bộ chúng ta hả hỗn nguyên kiếm chủ khẽ nhíu mày muốn ngăn thiên hỏa thần chủ nhưng rồi lại không ngăn. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem đối phương có phải đang hư trương thanh thế hay không. Tuy rằng trước đó lão giả chỉ nói một câu mà đã mạnh mẽ đánh tan công kích bọn họ đang ngưng tụ. Nhưng mà lỡ chỉ là dùng một thủ đoạn nào đó đâu, thông qua lời lão giả nói cũng có thể đoán được lão giả là nhân vật thời kỳ thượng cổ. Nhân vật thời kỳ đó mà vẫn còn tồn tại tới bây giờ, là tồn tại dưới dạng gì cũng không thể biết tiểu bối hiện giờ thật sự làm ta quá thất vọng vừa dứt lời trên đỉnh đầu thiên hỏa thần chủ bỗng nhiên có thêm một ngọn núi lớn núi lớn như thực chất nhưng một khi cảm ứng thì lại bị chấn động sâu sắc ngọn núi lớn này do đại đạo chi lực tổ kiến thành đại đạo chi lực vô cùng nồng đậm giống như là căn nguyên của thế giới này vậy ngọn núi trấn áp thiên hỏa thần chủ thiên hỏa thần chủ tự nhiên cảm nhận được hắn kinh hãi giơ hai nắm tay chống đỡ chỉ thấy song quyền nện thẳng lên trên không trung. Hỏa chi đạo tắt được thiên hỏa thần chủ vận dụng tới cực hạn, không gian ở tổ đế vực giống như sắp phải bị biển lửa hòa tan. ầm ầm ầm, song quyền kéo theo biển lửa bao trùm ở toàn bộ ngọn núi lớn phía trên, nhưng mà tốc độ ngọn núi rơi xuống vẫn không hề suy giảm chút nào, hung hăng nện xuống đầu thiên hỏa thần chủ, không hề chịu một chút ảnh hưởng nào, sắc mặt thiên hỏa thần chủ biến đổi, vừa muốn nói gì thì ngọn núi đã đè lên song quyền của hắn, chỉ là sau một tiếng gầm rú vang vọng thiên địa thì thiên hỏa thần chủ đã bị ép sát xuống đất. Song quyền đau khổ chống đỡ. Sắc mặt tái nhợt không thôi, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Thiên hỏa thần chủ quát to, tiền bối, thuần dương thiên hỏa cốc bảo đảm sẽ không bước vào tổ đế vực nửa bước, dứt lời thì ngọn núi to cũng theo đó biến mất. Tiếng lão giả lại truyền tới lần nữa, nếu như là trước đây thì ngươi sẽ không có khả năng tồn tại nữa. Hiện giờ phàm nhân giới không thể thiếu hụt chiến lực cho nên lưu ngươi một mạng thiên hỏa thần chủ thở hổn hển sắc mặt vừa tái nhật vừa khó coi hiện giờ cũng chỉ có thể giống như chó nhà tan nói đa tạ tiền bối sau đó mang theo người thuần dương thiên hỏa cốc chật vật rời đi lão giả tiếp tục nói còn các ngươi đâu âm dương thần chủ nhìn thoáng qua không gian chi tâm không cam lòng nói hắn cũng là cường giả thần chủ cảnh vì sao hắn có thể ra tay lão giả nhà nhạc nói hắn không có xúc phạm tới tổ đế vực lão phu sẽ không quản Âm dương thần chủ lại hỏi, nói như vậy chỉ cần không ở tổ đế vực động thủ là được, lão phu sẽ không quản chuyện bên ngoài tổ đế vực. Nghe đến đây, đám thần chủ mới nhẹ nhàng thở ra. Còn may mà bọn họ không có giúp đỡ. Một khi đã như vậy thì chúng ta xin cáo từ. Sáu tên thần chủ cũng lần lượt rời khỏi nơi đây. Chỉ là sau khi rời khỏi tổ đế vực cũng không có đi xa mà là bày ra phòng tuyến kính không kể hở bao quanh tổ đế vực, chờ đợi ba người lục trường sinh ra tới sâu trong tổ đế vực. Một bóng người hư vô mờ mịt nhìn về hướng có lục trường sinh và không gian chi tâm, cực đầu nói xem ra. Văn minh tu đạo ở phàm nhân giới được cứu rồi. Chuyện xảy ra tự nhiên cũng lọt vào trong mắt lục trường sinh. Hắn âm thầm thở vào một hơi. Ta đã nói rồi mà. Ở mấy nơi tối tâm chắc chắn còn có người cường đại hơn mấy tên thần chủ gì đó. Nhưng nếu bọn họ ra tay ở chỗ này, hắn lấy được không gian chi tâm liền có thể thần không biết quỷ không hay trốn đi hiện giờ vây quanh tổ đế vực hắn cần phải tốn thêm không ít thủ đoạn lão nhân này thật sự là cái đồ hố người mà có lẽ ở trong mắt những người khác không gian chi tâm giấu kín trong không gian u ám trốn tránh ở sau gió lốc không gian vô tận cướp lấy sẽ có chút phiền phức nhưng đối với lục trường sinh đối với không gian chi đạo của hắn đã dò rõ ràng hoạt động của gió lốc không gian rồi. Liền có thể dễ dàng tiếp cận không gian chi tâm. Giờ phút này, không gian chi tâm xa xôi nho nhỏ trong mắt người khác lại biến lớn trong mắt lục trường sinh. Giống như một ngọn núi nhỏ. Không gian chi tâm như ngọn núi nhỏ này tràn ngập không gian chi lực cực kỳ nồng đậm, áp suất tới cực hạn. Không gian chi tâm hình thành từ không gian chi lực được áp suất tới cực hạn mà lại có kích thước như thế. Có thể thấy được vì sao các thế lực lớn thậm chí còn có thế lực cấp thần chủ đều phải tranh nhau cướp đoạt không gian chi tâm thứ này đối với bất kỳ một tông môn nào cũng đều có tác dụng lớn chỉ thấy lục trường sinh thò tay ra chỉ là trong khoảnh khắc hắn vừa thò tay không gian chi tâm tựa như nhận ra nguy hiểm từng luồng không gian chi lực sắc bén giống như lưỡi dao lao ra từ không gian chi tâm giống như mưa gió tầm tã bắn về phía lục trường sinh lục trường sinh thấy thế liền thò bàn tay ra chọc về phía trước giống như bắt được thực thể vậy toàn bộ không gian đều bị lục trường sinh nắm trong lòng bàn tay từng lưỡi dao không gian sắc bén trực tiếp rách nát thấy một màn như vậy bên trái không gian chi tâm bỗng có một cái khe xuất hiện không gian chi tâm muốn chui vào cái khe để chạy thoát thì bóng dáng của lục trường sinh đã xuất hiện phía trước cái khe giơ tay lên một luồng không gian chi lực tràn khe nứt nhanh chóng bị tu bổ đồng thời bàn tay lục trường sinh giống như ngủ chỉ sơn giam không gian chi tâm lại còn muốn chạy trốn sao theo tiếng nói vừa dứt lực lượng trấn áp to lớn liền bao phủ không gian chi tâm dù cho không gian chi tâm dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi ra lực lượng trấn áp sau đó lục trường sinh khẽ động ngón tay không gian chi tâm to lớn dưới sự áp suất của lục trường sinh bắt đầu thu nhỏ hóa thành một quả cầu quay tròn trong lòng bàn tay Lục Trường Sinh sau đó bị hắn thu vào nạp giới. Đến một bước này. Trước cuộc không gian chi tâm cũng tới tay, cần đi hội họp cùng Hoàng Thiên và Liễu Tự Như. Tới tay rồi sao, Lục Trường Sinh gật đầu, sau đó thở dài, nói lần này vẫn chuẩn bị không đủ đầy đủ nha, không tính toán đến chuyện không gian chi tâm sẽ phản kháng, lãng phí nhiều thời gian như vậy mà còn khiến nhiều người chú ý Hoàng Thiên. Liễu Tự Như thôi tính cách này sợ là không thể thay đổi được nhưng mà những cường giả thần chủ đó đều đang ở bên ngoài tổ đế vực chờ tiền bối ngươi liễu tự như ngưng trọng nói e là hiện giờ tổ đế vực đã bị vây khốn sáu thế lực cấp thần chủ liên thủ vây quanh một giới vực có thể dễ dàng vậy chặt nha hoàng thiên liếc mắt nhìn lục trường sinh nhàn nhạt hỏi làm sao bây giờ nếu không thì cứ trực tiếp đánh ra đi liễu tự như nghe xong những lời này không khỏi lau mồ hôi trên trán đánh ra đi. E là chỉ có cô nãi nãi này mới dám nói ra. Đánh ra đi, lục trường sinh trừng mắt nói, đánh cái gì mà đánh, loại chuyện chặn đường giết người cướp của này ta có thể không đề phòng sao, hai ngày trước ở phàm nhân thôn, ta không chỉ có chuẩn bị đang dược và phù triện cho các ngươi. Lục trường sinh lấy ra một quyển trục. Dưới ánh mắt khó hiểu của liễu tự như cùng hoàng thiên, hắn chậm rãi mở ra. Sau đó có từng luồng không gian chi lực điên cuồng sôi trào, hai con mắt liễu tự như chậm rãi mở to tràn ngập sự khó tin. Ở trước mắt hắn, từng luồng không gian chi lực lại chậm rãi ngưng tụ thành một truyền tống trận to lớn, lục trường sinh chỉ chỉ truyền tống trận, thuận miệng nói, được rồi, tuy rằng không cách nào tùy ý truyền tống đến địa phương khác nhưng mà vẫn có thể chạy đến phàm nhân thôn. Liễu tự như ngây ngốc nhìn truyền tống trận to lớn trước mắt, ngơ ngác nói, ngươi là nói. Trong thời gian hai ngày, ngươi không chỉ giúp chúng ta chế tác nhiều đan dược phù triện và quyển trục trận pháp như vậy mà còn chế tác một cái truyền tống trận định hướng sao nghĩ tới đan dược phù triện quyển trục trận pháp chất thành núi bên trong túi gấm suy nghĩ tới khoảng cách xa xôi giữa phàm nhân thôn cùng với tổ đế vực trong thời gian hai ngày liền hoàn thành hết thảy mấy thứ này lục trường sinh vô tội hỏi hai ngày nhanh lắm sao hai ngày nhanh lắm sao liễu tự như hoàn toàn tâm nín hoàng thiên không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười đối với loại yêu nghiệt như lục trường sinh mà nói hai ngày đúng là không thể tính nhanh nhưng mà đối với liễu tự như hay là người tu đạo khác quả thực chính là chuyện không có khả năng làm được được rồi có gì đáng kinh ngạc chứ lục trường sinh biểu môi chỉ chỉ vào truyền tống trận nói nhanh đi vào sớm rời khỏi nơi này lúc sau vẫn còn chuyện khác cần làm đó chuyện khác hoàng thiên nói đến lúc dẫn bọn hắn tới tiên giới sau Lục Trường Sinh tỏ vẻ ta thật mệt mỏi, sống không còn gì luyến tiếc, cực đầu nói, cũng đã đạt tới địa tiên cảnh rồi, thật sự là mậy. Từ sau khi thu nhận đám tiểu tử thúi, ta không còn một ngày yên bình. Liễu tự như biểu môi nói, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lục Trường Sinh lập tức dùng ánh mắt lóe sát ý liếc tới. Ta đang cân nhắc ra một ít chiêu thức mới, đến lúc đó chúng ta cùng luyện nha. Sắc mặt liễu tự như trở nên trắng bệch trong nháy mắt, vả miệng mình ai kêu ngươi miệng tiện ai kêu ngươi miệng tiện giờ phút này ở bên ngoài tổ đế vực vô số người tu đạo đã vây quanh nơi này kính không kẽ hở bảy tên cường giả thần chủ cảnh còn tự mình tọa trấn đã bao lâu rồi không có phát sinh chuyện lớn thế này bảy đại thần chủ đồng thời vây khốn một người lúc này hổ nguyên kiếm chủ đột nhiên mở mắt ánh mắt như kiếm xuyên thấu tổ đế vực nói hơi thở của không gian chi tâm đã biến mất Âm Dương thần chủ nhỏ xinh bên cạnh lại phát tiếng lạnh lẽo không hợp với hình dáng. Hẳn là tên kia sẽ nhanh chóng ra đây. Nhưng mà chúng ta nên phân chia không gian chi tâm như thế nào, bắt được trước rồi nói. Thế nhưng tất cả bắt đầu chờ đợi, chờ đến khoảng 7 ngày. Thiên Hỏa thần chủ nhíu mày nói, làm sao còn không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ là sợ, Thương Khung thần chủ lắc đầu nói, không nên ở tổ đế vực lâu như vậy phải biết rằng nơi đó không có linh khí cùng với thiên địa quy tắc chi lực. Chẳng lẽ? Đột nhiên, ngoại trừ hạo thiên thần chủ, sắc mặt các thần chủ còn lại đều biến đổi, lập tức phân phó người tiến vào tổ đế vực dò xét. Không lâu bao lâu sau có tin tức truyền ra. Bên trong tổ đế vực rỗng tuyết, không có bất kỳ bóng người nào. Sáu tên thần chủ nghe được tin tức này, sắc mặt âm trầm không thôi. Những người tu đạo còn lại thì cảm thấy kinh hãi vậy mà có thể có người có thể thoát khỏi sự vây khốn của bảy đại thần chủ thần không biết quỷ không hay bảy đại thế lực cấp thần chủ thần chủ đều tự mình hạ tràng mà vẫn không có thành công đoạt được không gian chi tâm ngay cả vây sát cũng thất bại thậm chí ngay cả diện mạo và thực lực chân chính của người đoạt được không gian chi tâm đều không được kiến thức đến một khi tin tức này truyền ra e là bảy đại thế lực cấp thần chủ không còn mặt mũi nào chẳng qua nội tình của thế lực cấp thần chủ cùng với phạm vi thế lực lớn như thế sao có thể để chuyện làm tổn thất mặt mũi phát sinh sáu thế lực cấp thần chủ trở về chuyện thứ nhất cũng không phải truy tìm ba người lục trường sinh cùng với thế lực tương ứng mà trực tiếp bắt đầu phong tỏa tin tức những thế lực nhất lưu đến tổ đế vực muốn phân một chén tranh cũng tập thể yên lặng không lên tiếng dù là giao trì tiên cung dưới sự áp bách của những thế lực thần chủ cũng không có để chuyện lần này Đương nhiên đây là bởi vì quý thiên giao biết lục trường sinh là một người không thích trương dương, cực kỳ cẩn thận. Cho nên mới trao đổi cùng với quý liễu chi, không nên truyền tin tức ra. Đương nhiên, các trưởng lão cũng chịu áp bách từ 6 thế lực cấp thần chủ, không dám tỏ vẻ đối nghịch. Chẳng qua tin tức chỉ bị áp chế một ngày. Ngày hôm sau, tin tức này giống như ôn dịch nhanh chóng khuếch tán khắp toàn bộ giới vực vĩ độ cao, tốc độ khuếch tán là người ta khó có thể tin đồng thời cảm thấy khó tin còn có sáu thế lực cấp thần chủ. Chuyện tin tức khuếch tán khiến bọn hắn tức giận không thôi, thời điểm bọn họ liên thủ trấn áp tin tức thì lại phát hiện, vô luận làm như thế nào cũng không thể ngăn cản tin tức lan truyền. Ở một giới vực hoang vu rách nát, hình chiếu của bảy tên thần chủ lại xuất hiện lần nữa. Âm dương thần chủ dẫn đầu âm trầm quát đến tột cùng là ai, là thả tin tức ra, đây là đang công khai đối chọi với bảy đại thế lực cấp thần chủ chúng ta đúng không? Thiên hỏa thần chủ tức giận ngút trời, tuy rằng chỉ là hình chiếu nhưng toàn bộ giới vực hoang vu đều nóng hừng hực có liệt hỏa thiêu đốt sau khi tìm ra nhất định phải hủy diệt kẻ này tuy rằng phúc thiên thần chủ là thần chủ trầm ổn nhất nhưng hiện giờ sắc mặt cũng âm trầm như nước có thể khuếch tán tin tức ra ngoài trong tình huống mà chúng ta liên thủ đè ép dù chúng ta cản trở tin tức tiếp tục khuếch tán ra ngoài nhưng cũng không có chút hiệu quả điều này thuyết minh đối phương cũng không sợ hãi chúng ta hơn nữa có được nội tình tương tự như chúng ta phải là thế lực cấp thần chủ mới có thể làm được điểm này. Thời điểm nói tới đây, ánh mắt mấy tên thần chủ đều u ám quan sát lẫn nhau. Lúc này hai tay hổ nguyên kiếm chủ ôm ngực, mắt liếc nhìn hạo thiên thần chủ, nói hạo thiên thần chủ, đây là bút tích của hạo thiên thần tông các ngươi đi, khi hổ nguyên kiếm chủ nói ra lời này. Các thần chủ còn lại đều đưa mắt nhìn chầm chầm hạo thiên thần chủ. Thấy thế, hạo thiên thần chủ nhẹ giọng cười, cũng không có dấu dếm. Bởi vì hắn biết nếu những người này quyết tâm muốn tra ra manh mối, chắc chắn không che giấu được. Cho nên Quang Minh Chính đại thừa nhận, gật đầu không sai, là ta hạ lệnh. Thương khung thần chủ quát lớn, vì sao ngươi phải làm như vậy, chẳng lẽ không phải cũng là đánh mặt Hạo Thiên thần tông các ngươi sao? Nghe được lời đối phương nói. Hạo Thiên thần chủ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thương khung thần chủ, chất vấn a. Vì mặt mũi mà giấu giếm sự thật chẳng lẽ không nên lấy chuyện làm động lực thúc đẩy cho tông môn của mình càng cường đại hơn ánh mắt hổ nguyên kiếm chủ như kiếm giống như liếc mắt liền nhìn thấu hạo thiên thần chủ e rằng đây cũng không phải ý tưởng thật sự của ngươi đi hay là vị đoạt được không gian chi tâm kia chính là người giúp ngươi đột phá cảnh giới hạo thiên thần chủ khẽ nhíu mày chẳng qua chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng nhưng như vẫn không thoát được ánh mắt sắc bén của hổ nguyên kiếm chủ ha ha xem ra chúng ta thua cũng không ngoan hổ nguyên kiếm chủ lắc đầu bật cười trong ánh mắt tràn đầy ý châm chọc tiện đà nói có thể là một tên cường giả thần chủ cảnh hậu kỳ đột phá đến thần chủ cảnh đỉnh phong thực lực của đối phương e là không thấp hạo thiên thần chủ có thể nói ta biết cảnh giới của đối phương thế nào không cảnh giới thế nào hạo thiên thần chủ nhíu mày đáp ta cũng không biết thiên hỏa thần chủ cùng bác hoang thần chủ đồng thời quát sao ngươi có thể không biết nếu trong tình huống bình thường Đối phương mà hỏi kiểu này thì Hạo Thiên thần chủ đã sớm không nhịn được mà vung tay đánh nhau. Nhưng hiện tại thật sự không hề tức giận. Bởi vì hắn thật sự không biết, thật sự nhìn không thấu lục tiền bối, không biết thì nói cái gì, lần đầu tiên Hạo Thiên thần chủ có cảm giác bị oan uổng, bất lực. Phúc Thiên thần chủ đồng dạng không tin, bất quá lại nói, không muốn nói thì không cần nói, hiện tại không phải thời điểm dò hỏi chuyện này, Hạo Thiên thần tông các ngươi phải cho ta một lời giải thích lại không nghĩ tới hạo thiên thần chủ buông tay trông cực kỳ vô lại nói giải thích muốn ta giải thích cái gì nếu cảm thấy khó chịu cứ trực tiếp khai chiến vừa nói ra lời này không gian giống như ngưng động lại không khí gió nhẹ tầng mây đều lặng yên sáu đại thần chủ nghe hạo thiên thần chủ nói xong đều nhíu mày đồng tử co lại khai chiến sau tuy rằng bọn họ biết hạo thiên thần chủ có tính cách cương liệt nhất bị gọi là kẻ điên. Nhưng mà cũng không nghĩ tới đối phương điên cuồng tới mức này, sáu thế lực thần chủ đồng thời hướng hạo thiên thần tông phát động chiến tranh, e là giới vực vĩ độ cao sẽ bị xóa sạch hơn phân nữa. Hạo thiên thần chủ nhìn thấy sắc mặt của sáu người, không khỏi thấp giọng cười lạnh một tiếng ta, à, muốn ta giải thích mà khai chiến thì các ngươi lại không dám, thật sự càng tu luyện càng thụt lùi. Hổng nguyên kiếm chủ khẽ nhíu mày nói, ngươi tự tin như vậy, nếu chuẩn bị phía sau của ngươi chính là người kia, hắn thật sự thể chống đỡ chúng ta liên thủ tiến công sao, bọn họ cho rằng hạo thiên thần chủ dễ dàng nói lời khai chiến, chính là tin vào người giúp hắn gia tăng thực lực. Nếu không, sáu thế lực cấp thần chủ đồng thời ra tay, chắc chắn hạo thiên thần tông sẽ bị diệt vong, hạo thiên thần chủ lại khẽ cười nói, ít làm cái bộ này, muốn nghe lời khách sáo từ trong miệng ta, dù không có tiền bối trợ giúp, ta cũng có thể cắn xuống một miếng thịt từ trên người các ngươi, các ngươi có tin hay không? nếu là cường giả thần chủ khác nói ra lời này có lẽ sáu vị thần chủ đều kịch mũi coi thường nhưng hạo thiên thần chủ nói ra lời này hơn nữa còn đã đột phá đến thần chủ cảnh đỉnh thực lực ở thần chủ cảnh đã tới đỉnh rồi được rồi nói chuyện với các ngươi thật là lao lực hạo thiên thần chủ nở nụ cười trào phúng một tiếng vẫn là câu nói kia ta sẽ tiếp tục lan truyền tin tức đi ngăn chặn hay là trực tiếp khai chiến ta đều tiếp hết dứt lời hình chiếu của hạo thiên thần chủ liền biến mất khỏi giới vực hoang vu này ở vong hồn linh cung sắc mặt hồn chủ âm trầm ngồi ở thủ vị hỏi thật sự không cách nào tìm được vị trí của đối phương sao một tên trưởng lão bất đắc dĩ nói hồn chủ thật sự không có một chút manh mối nào trừ phi có thể tiến vào tổ đế vực tiến hành điều tra rõ ràng nếu không thì người mà ngay cả những thế lực thần chủ đó đều không tìm được chúng ta cũng không cách nào tìm được nghe vậy hồn chủ ngưng trọng nói, không thể tiến vào tổ đế vực, nơi đó có một tồn tại dù là cường giả thần chủ cảnh cũng không thể trêu chọc. Tên trưởng lão kinh hải, thần chủ cảnh đều không thể trêu chọc. Chẳng lẽ đối phương đã đến cảnh giới trong truyền thuyết sao, vậy chỉ có thể từ bỏ. Trải qua quá trình truyền bá của hạo thiên thần tông. Tin tức đã truyền khắp toàn bộ giới vực vĩ độ cao, các thế lực lớn cùng với vô số người tu đạo đều cảm thấy khiếp sợ, vừa khiếp sợ vừa suy đoán, có thể dưới mí mắt bảy đại thế lực cấp thần chủ thậm chí có cường giả thần chủ cảnh ra tay mà vẫn có thể cướp lấy không gian chi tâm đến tột cùng đã tới cảnh giới nào nha không biết là cảnh giới nào nhưng trải qua chuyện lần này bảy thế lực cấp thần chủ vốn được cho là vô địch cũng mất mặt mũi uy tín chịu ảnh hưởng rất nhiều một thời gian dài cường giả thần chủ cảnh đứng ở trên đỉnh giới vực vĩ độ cao không ai có thể lay động không ai dám trêu chọc tới nhưng mà đứng càng cao thì rơi xuống càng mạnh. Ha ha ha, thật ra làm người ta sảng khoái mà, ngày thường đệ tử thuộc các thế lực thần chủ đó không ai bị nổi, mắt cao hơn đầu, không đặt người các thế lực khác trong mắt, hiện giờ e là sẽ cúi đầu làm người đi, hư. Nói cẩn thận. Tuy rằng thế lực cấp thần chủ bị mất mặt nhưng cũng không phải thế lực mà chúng ta có thể trêu chọc, sợ cái gì, chắc chắn đối phương đang vội vàng ứng phó việc này, nào có rảnh rỗi mà quản chúng ta, một ít đệ tử thế lực cấp thần chủ ở chung quanh nghe được mấy lời này mà sắc mặt âm trầm. Nhưng mà cũng không thể làm gì. Dù sao hiện tại toàn bộ giới vực vĩ độ cao đều đang bàn tán xôn xao. Giết một hai tên có ích gì chứ, làm sai mà bịt miệng hết tất cả, một khi bởi vì chuyện này mà tạo ra sát nghiệt còn có khả năng phản tác dụng. Đối với thế lực cấp thần chủ thì danh dự sẽ càng tổn thất nghiêm trọng. Nếu như tin tức không lan truyền rộng rãi, kẻ nào nói năng lung tung cứ giết. Nhưng hiện giờ người tu đạo ở toàn bộ giới vực vĩ độ cao đều đã biết. Nhân vật gây nên chuyện này đã sớm đã về tới phàm nhân thôn. Giờ phút này, bên trong sân viện của tiên sinh, Lục Trường Sinh, Hoàng Thiên, Liễu Tự Như, tiên sinh cùng với tiểu thạch đầu đều ở nơi đây. Đồng thời chung quanh sân, thậm chí là toàn bộ phàm nhân thôn đều bị Lục Trường Sinh bày ra hai tầng lá trắng, dùng để phòng ngừa lúc hấp thu không gian chi tâm dẫn tới hơi thở chung quanh quá mức khổng lồ bị các thế lực còn lại phát hiện. Lục Trường Sinh lấy không gian chi tâm ra. Tiên sinh khẽ gật đầu nói, không hổ là thứ hình thành từ tinh hoa không gian, không gian chi lực bên trong thật sự không thể đo lường. Nhưng mà không gian chi lực khổng lồ như thế này, Tiểu Thạch Đầu cũng không thể một hơi hấp thu hết được. Tuy rằng thể chất của Tiểu Thạch Đầu ở phương diện không gian cực kỳ nghịch thiên, không có người nào thích hợp tu luyện không gian chi đạo hơn so với hắn. Nhưng với cảnh giới hiện giờ, muốn hấp thu nhiều không gian chi lực thế này vẫn lực bất tòng tâm lục trường sinh gật gật đầu ta đã suy nghĩ biện pháp rồi ngay từ đầu khi muốn đoạt lấy không gian chi tâm thì lục trường sinh đã sớm nghĩ tới mười mấy biện pháp giúp tiểu thạch đầu hấp thu không gian chi tâm mà không gặp nguy hiểm quá lớn lúc này tiểu thạch đầu gãi gãi đầu nói sư tôn hấp thu cái này xong ta sẽ trở rất mạnh sao không đợi lục trường sinh trả lời liễu tự như liền trợn trắng mắt nói đây chính là vật mà khiến những tên cường giả thần chủ cảnh đều đỏ mắt chắc chắn sẽ trở nên rất mạnh nhận được câu trả lời hai mắt tiểu thạch đầu tức khắc tỏa ánh sáng vậy còn chờ cái gì tiểu thạch đầu vội vã nói sư tôn sư tôn nhanh để cho ta hấp thu đi lục trường sinh nhìn hai mắt tiểu thạch đầu sáng rực mà bỗng có cảm giác quen thuộc cảm giác như ở kiếp trước một cái lão già dê nhìn thấy mấy nữ sinh vậy tiểu tử Ngươi tốt nhất là kiềm chế một chút đừng có mà mạnh lên rồi lại đi làm mấy chuyện kia nếu không vi sư cần phải đại nghĩa diệt thân tiểu thạch đầu nhìn ánh mắt hung ác của sư tôn mà rung lên sau đó vội vàng chạy đến phía sau hoàng thiên vùi đầu vào trong váy áo vĩ quốc nói hoàng thiên tỷ ngươi xem sư tôn kìa chỉ là nghe xong lời này thì lục trường sinh rõ ràng nghe được tiếng hít hà hắn không khỏi cảm thấy khó thở hoàng thiên ngược lại còn che chở tiểu thạch đầu nói hắn còn nhỏ ngươi hung dữ làm cái gì chứ, lục trường sinh không khỏi trợn trắng mắt nhìn về phía tiên sinh. Tự như đang hỏi. Đây là học trò mà ngươi dạy ra, hiểu được ý chất vấn từ trong ánh mắt của lục trường sinh. Tiên sinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không để ý đến. Hắn tự biết mình đuối lý. Trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn bực. Sao mà sau khi tiểu tử này ra ngoài thôn liền trở nên thiếu đánh như thế này, được rồi lục trường sinh hít sâu một hơi đè nén cục tức trong lòng lại đây ngồi đi tiểu thạch đầu nghe vậy lúc này mới gật gật đầu kích động khoanh chân ngồi xuống vận chuyển không gian chi lực trong cơ thể khoảnh khắc vận chuyển không gian chi lực không gian chung quanh tiểu thạch đầu bắt đầu dao động thấy một màn như vậy tiên sinh cũng không khỏi gật gật đầu hư không thánh thể quả thực danh bất hư truyền khả năng tương tác đối với không gian lực quá mức thái quá chỉ vận chuyển không gian chi lực trong cơ thể mà đã có thể khiến không gian chung quanh biến hóa. Đột nhiên, không gian chi tâm trong tay lục trường sinh bay thẳng về phía tiểu thạch đầu, trực tiếp nhảy vào trong đan điền của tiểu thạch đầu, thấy thế, tiên sinh, hoàng thiên cùng với liễu tự như đều hơi sửng sốt. Còn lục trường sinh thì nhanh chóng tiến lên, lập tức đặt tay lên đỉnh đầu tiểu thạch đầu cảm ứng động tĩnh trong cơ thể, phòng ngừa bị không gian chi tâm gây thương tích, nhưng mà tình huống nằm ngoài dự đoán không gian chi tâm tiến vào đan điền của tiểu thạch đầu rồi cũng không có bạo động. Ngược lại vô cùng ôn hòa. Không có toàn lực bùng nổ không gian chi lực mà phát tán không gian chi lực tinh thuần từng chút từng chút một, ở mức độ mà tiểu thạch đầu hiện tại có thể tiếp thu, không ngừng dung nhập vào các bộ phận trên cơ thể hắn. Trợ giúp hắn gia tăng thực lực cùng với thể chất, lúc này tiên sinh cũng nhìn ra manh mối, nói hẳn là do hư không thánh thể dẫn tới ngay cả không gian chi tâm có được không gian chi lực tinh thuần nhất cũng bị thể chất này hấp dẫn giờ khắc này, dưới sự phụ trợ của không gian chi tâm. Cảnh giới của tiểu thạch đầu cũng bắt đầu không ngừng tăng, trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi mà tiểu thạch đầu đã đột phá tới địa tiên cảnh. Không gian chi tâm tiến vào đan điền của tiểu thạch đầu xong. Dùng một loại phương thức có thể khiến tiểu thạch đầu thừa nhận một cách nhanh chóng, dùng không gian chi lực không ngừng tẩm bổ toàn thân tiểu thạch đầu, giúp hắn tăng cường thực lực. Điều này cũng khiến cho cảnh giới của tiểu thạch đầu một đường cất cao. Dùng một tốc độ làm người ta khó có thể tin, trong thời gian một ngày ngắn ngủn, liền từ biến huyết cảnh đột phá đến địa tiên cảnh đỉnh. Sau khi đạt tới một bước này tốc độ đột phá mới dần dần thả chậm lại. Cho đến nửa bước thiên tiên cảnh mới đình trệ. Chẳng qua chỉ cần ở thời điểm tu luyện, không gian chi tâm trong cơ thể tiểu thạch đầu sẽ thông thả dung nhập không gian chi lực vào trong đan điền, trợ giúp hắn càng nhanh đột phá hơn. Liễu tự như không khỏi hâm mộ nói: không gian chi tâm thật sự thần vật tới tình trạng này đã có linh trí của mình căn bản không cần lục tiền bối ngài ra tay giúp tiểu thạch đầu hấp thu mà nó đã có thể dùng một trạng thái hoàn mỹ nhất trợ giúp rồi hoàng thiên cũng gật đầu nói xem ra người nào đó chuẩn bị ủng công rồi lục trường sinh lại không để bụng buông tay nói chuẩn bị chính là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn một khi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh mà không có chuẩn bị chẳng phải là không xong nói tới đây lục trường sinh lại nhìn về phía tiểu thạch đầu cười nói tiểu gia hỏa này thật sự được thiện địa ưu ái cảnh giới đã vượt qua các sư huynh sư tỷ của hắn rồi đến lúc đó mấy người diệp thu bạch nhìn thấy cảnh giới của tiểu thạch đầu không biết sẽ nghĩ như thế nào đây hoàng thiên che miệng khẽ cười nói lúc này tiên sinh đi tới nói từ xưa đến nay không gian chi tâm xuất hiện không vượt qua ba lần mỗi một lần xuất hiện đều cùng lúc với một vị thiên tuyển chi tử xuất hiện xem ra vì có tiểu thạch đầu mang hư không thánh thể nên không gian chi tâm mới xuất hiện theo sau nhìn về phía lục trường sinh nói có thể làm cho tiểu thạch đầu phát huy ra tác dụng của không gian thánh thể khi đó giao hắn cho ngươi cũng không tính mai một hắn lục trường sinh nghe mà trong lòng thầm đắc ý nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc vẫy vẫy tay nói hừ nếu tiểu tử này có thể an phận một chút ta cũng không đến mức đau đầu nghe đến đây liễu tự như cùng hoàng thiên đều không khỏi cười thầm một tiếng rõ ràng rất vui còn muốn ra vẻ nghiêm sư. Bước tiếp theo có tính toán gì không, tiên sinh tùy ý hỏi. Vừa nghe lời này, lục trường sinh tức khắc liền rủ mặt nói, còn phải dẫn bọn hắn đến tiên giới. Đội sản xuất lừa cũng chỉ đến như thế đi, tiên giới, tiên sinh nghe xong lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại trực tiếp đoán được ý đồ của lục trường sinh. Muốn chuyển hóa tất cả linh khí trong cơ thể thành tiên khí sao, lục trường sinh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tiên sinh hắn biết bên trong phàm nhân giới hiếm có người biết đến sự tồn tại của tiên giới e là chỉ có thần chủ mới có thể tiếp xúc đến mặt này đi nhưng tiên sinh không chỉ biết mà ngược lại còn bình tĩnh đoán được ý đồ của hắn có thể thấy được tên tiên sinh trước mắt này có thân phận không giống bình thường ngươi cũng không cần suy đoán thân phận của ta tiên sinh cảm nhận được ánh mắt của lục trường sinh liền thản nhiên nói thân phận của ta tới thời điểm tự nhiên sẽ biết ngươi chỉ cần biết chỉ cần không gây hại tới phàm nhân thôn thì ta sẽ không là địch nhân của ngươi phàm nhân thôn cũng không phải địch nhân của ngươi lục trường sinh nghe vậy buông tay chỉ cần các ngươi không có ý đối địch với ta ta không có việc gì làm thương tổn các ngươi làm gì tiên sinh cười đó là tốt nhất được rồi nếu sự tình xong xuôi liền sớm nhíp người đi nói xong tiên sinh liền ngồi xuống uống trà lục trường sinh gật gật đầu nói xem như ta thiếu ngươi một ân tình tiên sinh cười cười cũng không có đáp lại cáo biệt tiên sinh xong lục trường sinh liền mang theo tiểu thạch đầu hoàng thiên cùng với liễu tự như đi tới giới vực trung vĩ độ bên kia ở giới vực trung vĩ độ thực lực của nhóm đệ tử thảo đường đều có sự tăng tiến trong đoạn thời gian này thiên kiếm phong đã được trùng kiến giờ phút này có hai cổ kiếm ý kiếm tiên không ngừng sôi trào bên trong thiên kiếm phong lại thanh vân Tằng Quý Nguyên đang ở sau núi luyện kiếm cùng Diệp Thu Bạch. Nhưng mà hai tên kiếm tiên thiên tiên cảnh đánh với Diệp Thu Bạch mà lại không có giành được nửa điểm tiện nghi, ngược lại bị Diệp Thu Bạch chiếm một ít ưu thế, tất nhiên ba người cũng không có sử dụng linh khí. Chỉ đơn thuần dùng kiếm ý để tiến hành luận bàn. Nhưng dù là như thế, hai tên kiếm tu có thể đứng hàng đầu ở giới vực trung vĩ độ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Nếu như có người khác thấy được, e là sẽ kinh hãi không thôi. Lúc này, kiếm ý biến mất, ba người đình chỉ luận bàn. Tăng Quý Nguyên cùng lại thanh vân liếc nhau, đột nhiên nở nụ cười khổ. Hậu sinh khả úy nha. Tăng Quý Nguyên bất đắc dĩ nói. Không nghĩ đến một tên hậu bối địa tiên cảnh hậu kỳ thế mà đánh bại hai người chúng ta ở phương diện kiếm ý, lại thanh vân nói. Không sai. Không biết ngày đêm luận bàn cùng với Tăng Quý Nguyên, lại thanh vân cùng với kiếm tu đệ nhất giới vực hoắc chính hành, Diệp Thu Bạch đã đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ đồng thời kiếm ý cũng có sự tiến bộ không nhỏ. Ở giới vực trung vĩ độ ai lại có thể có được đãi ngộ như hắn chứ? Dùng ba tên kiếm tiên đỉnh cấp bồi luyện, Diệp Thu Bạch ôm quyền khiêm tốn nói hai vị tiền bối nói quá lời, nếu như không phải hai vị tiền bối dạy dỗ, Diệp mổ Há có thể đạt tới một bước này. Tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn, dù không có chúng ta thì với thiên phú khiến người người ghen ghét của ngươi cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hoắc Chính Hành xử lý sự vụ tông môn xong cũng tiến đến đây, chỉ vào dịp thu bạch cười mắng e là không bao lâu nữa ba lão gia hỏa chúng ta thật sự bị tiểu tử ngươi vượt qua hoắc chính hành tiếp tục nói được rồi nói chính sự hiện tại vân hoàng đế quốc cùng với thư trai đã phát triển mạnh hoàn toàn bước vào hàng ngũ thế lực nhất lư vân hoàng đế quốc thư trai dưới sự khuếch trương của hồng anh cùng với ninh trần tâm truyền đạo hoặc có thể nói là nhờ sự uy hiếp từ lục trường sinh phía sau bọn họ Vô số tán tu cường giả đều lựa chọn gia nhập Vân Hoàng Đế Quốc làm khách khanh. Tằng Quý Nguyên, lại Thanh Vân hiện giờ là một thành viên của Vân Hoàng Đế Quốc. Đồng thời, Thánh Phù Tông cũng cùng Vân Hoàng Đế Quốc thư trai duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ. Hai thế lực phát triển với tốc độ nhanh chóng ở giới vực trung vĩ độ. Điều cũng làm cho thực lực của Hồng Anh cùng Ninh Trần Tâm không ngừng tinh tiến. Hồng Anh đạt tới nửa bước Thiên Tiên cảnh. Ninh Trần Tâm cũng có thể chiến một trận với cường giả địa tiên cảnh đỉnh. Còn Tiểu Hắc, một phù sinh, một quyển nhi cùng với thạch sinh. Tựa như đang cạnh tranh tốc độ đột phá. Ngày hôm sau, đám người Diệp Thu Bạch nhận được truyền âm từ Lục Trường Sinh. Tất cả đều tập trung ở trụ sở Vân Hoàng Đế Quốc. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua mọi người, biểu môi nói, được rồi, nếu đều đạt tới yêu cầu, vậy chuẩn bị theo ta tiến vào tiên giới sau khi tiến vào tiên giới, đều kiềm chế một chút có biết không? Đừng tới một chỗ liền tai họa một chỗ. Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói chính là ngươi, lục trường sinh nhìn trầm trầm Diệp Thu Bạch, quán giận nói. Diệp Thu Bạch Vì sao hiện giờ thực lực chỉnh thể của phàm nhân giới lại thụt lùi so với tiên giới? Phải biết rằng trước kia văn minh tu đạo ở phàm nhân giới vô cùng hưng thịnh, cường giả lớp lớp. Dù cho phóng mắt toàn bộ lục giới cũng là một giới không thể bỏ qua, ngay cả tiên giới khi đó cũng yếu hơn vài phần chỉ đứng sau thần giới nhưng sau khi trải qua một trận đại kiếp nạn phàm nhân giới hoàn toàn lưu lạc biến thành dáng vẻ như hiện giờ nguyên nhân thứ nhất đương nhiên là bởi vì các đại cường giả ngã xuống truyền thừa biến mất làm cho hậu nhân không cách nào bổ khuyết chỗ trống nguyên nhân thứ hai dù cho truyền thừa biến mất cường giả ngã xuống dựa theo thiên phú của phàm nhân giới cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức trong một thời gian dài dần dần khôi phục huy hoàng nhưng vì sao càng ngày càng thụt lùi tụt dốc nghiêm trọng rất đơn giản bởi vì phẩm chất linh khí ở phàm nhân giới qua trận đại chiến thượng cổ kia trở nên càng ngày càng kém dẫn tới tốc độ tu luyện của hậu nhân càng lúc càng chậm đồng thời người tu đạo trong cùng một cảnh giới mà so với năm giới còn lại có thể nói là yếu đến đáng thương phàm nhân giới cũng rời sân khấu lịch sử lục giới giờ phút này đám người lục trường sinh đang trên đường đi tới bình chướng vĩ độ tiến vào trong thông đạo tiên giới. Diệp Thu Bạch nhìn về phía tiểu thạch đầu, cảm khái nói, tiểu sư đệ đều đã nửa bước thiên tiên cảnh nha. Còn mạnh hơn đại sư huynh này không ít. Hồng Anh ở bên cạnh treo chọc không phải cảnh giới của đại sư huynh luôn không có cao nhất sao, ta nói này sư muội, ngươi có thể đừng hủy bậc thang của ta hay không? Diệp Thu Bạch trợn trắng mắt. Tiểu thạch đầu vò đầu, cười hắc hắc nói là sư tôn giúp ta nên ta mới có thể tăng lên đó. Lời này nghe có vẻ khiêm tốn nhưng mà giọng điệu không hề khiêm tốn chút nào. Diệp Thu Bạch cười cười. Tiểu sư đệ này còn rất kiêu ngạo nha. Bất quá. Ở tuổi hắn mà đạt tới cảnh giới này, có vốn liếng kiêu ngạo. Nào ngờ rằng lục trường sinh lập tức dội cho tiểu thạch đầu một chậu nước lạnh. Được rồi, có cái gì mà đắc ý, tuy rằng cảnh giới của ngươi cao nhưng kinh nghiệm thực chiến lại xa xa không bằng mấy người đại sư huynh ngươi, đến lúc đánh nhau thật e là ngươi còn không bằng các sư huynh sư tỷ. Còn nữa đừng cho rằng cảnh giới mình cao, thiên phú mình mạnh liền không coi ai ra gì, ngươi cường đại hơn ngươi không biết có bao nhiêu đâu, thế giới này rất rộng lớn, tính cách tiểu tử này không được. Đến lúc đó e là còn gây chuyện dữ dội hơn đám tiểu tử thúi diệp thu bạch, tiểu thạch đầu tức khắc quỷ khuất cúi đầu, nói a. À. Thấy thế, mọi người đều không khỏi cười thành tiếng. Cũng chỉ có sư tôn mới có thể ngăn chặn tiểu tử này. Lúc này, Lục Trường Sinh đột nhiên nói, "Được rồi, các ngươi cũng đừng cười, chuẩn bị đến nơi." Vừa dứt lời, phía trước mắt mọi người xuất hiện một bình chướng vô hình to lớn. Nhìn thấy bình chướng vĩ độ, cả đám cũng không khỏi cảm khái. Trước kia khi bọn họ vượt qua tầng bình chướng này thực lực còn rất yếu. Hiện giờ tuy rằng thời gian không qua bao lâu nhưng cũng đã không ít chuyện phát sinh. Đợi lát nữa tiến vào trong đó, nhớ rõ là không được bước ra khỏi phạm vi lá trắng của ta bao phủ. Lục Trường Sinh nhắc nhở nói. Mọi người đều ngưng trọng gật đầu. Tiên giới là một thế giới mà bọn họ chưa bao giờ biết đến. Tính nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, vừa cảnh giác lại vừa cảm thấy nhiều tò mò. Không biết địa phương có thể được xưng là tiên giới, không biết người tu đạo nơi đó có gì khác với bọn họ đây lục trường sinh phất tay phá vỡ đại trận không gian bên trong bình chướng vĩ độ. Sau đó mang theo đám đệ tử cùng với Hoàng Thiên và Liễu Tự như tiến vào thông đạo tiên giới. Nhưng mà khoảnh khắc vừa mới tiến vào thông đạo. Lục trường sinh liền nhíu mày. Giờ phút này bên trong thông đạo, ở chỗ hắc ám vô tận bên dưới đã có tà ma chi khí bắt đầu không ngừng tràn ra, so với phía trước nhiều hơn vài phần. Hiển nhiên phong ấn đã càng lúc càng yếu. Lục trường sinh khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ xem ra phải nhanh chóng tăng mạnh phong ấn nếu không với thực lực của đám tiểu tử này căn bản không làm được gì nghĩ xong liền mang theo mọi người bay thẳng đến chỗ nguồn sáng phía trên lần này con mắt to kia cũng không có xuất hiện chỉ là thời điểm mọi người rời khỏi thông đạo bước vào tiên giới trong hắc ám vô tận có một tòa bảo tháp tự hồ hơi rung động một chút giờ phút này ánh vào mắt đám người diệp thu bạch chính là từng thành trì lơ lửng trong tầng mây thành trì thế mà giống như núi cao liên miên bất tận nhìn không thấy cuối a à, cảnh tượng vẫn giống như lần đầu tiên lục trường sinh tiến vào nơi này hoàng thiên hít một hơi kinh ngạc nói không hổ là tiên khí dù là nồng độ hay mức độ tinh thuần đều cao hơn linh khí không biết bao nhiêu lần càng đáng sợ hơn chính là bên trong tiên khí lại là ẩn chứa quy tắc chi lực Diệp thu bạch cười khổ nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thật sự rõ ý trong khoảnh khắc này hồng anh cũng ngưng trọng gật đầu nói ở chỗ này tu luyện Bất kể là cảnh giới hay thực lực đều sẽ mạnh hơn khi tu luyện ở chỗ chúng ta. Một phù sinh thì đi đến bên cạnh Lục Trường Sinh hỏi, "Sư tôn, kế tiếp chúng ta phải làm cái gì?" Lục Trường Sinh cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn ở tiên giới này không có nhận thức nhiều người. Chắc chắn là không thể đi tiên cung rồi. Đến tiên cung e là không thể an ổn tu luyện, sẽ bị lôi kéo đi xử lý chuyện tà ma vực. Dễ dàng quấy rầy kế hoạch của hắn dù sao phong ấn đã càng lúc càng buông lỏng. Như vậy cũng chỉ có một chỗ có thể đi. Chỉ thấy lục trường sinh lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài có hình ngọn lửa, bên trên khắc một chữ, phần. Không sai. Đúng là vật mà thiếu chủ phần viêm cốt phần viêm đưa cho lục trường sinh. Tấm lệnh bài cũng đại biểu cho khách nhân tôn quý nhất của phần viêm cốt. Cầm lệnh bài này có thể tùy tiện vào ra phần viêm cốt. Quyết định nơi sẽ đến xong. Lục Trường Sinh liền mang theo mọi người tiến về phần viêm cốc. Phần viêm cốc cách vị trí hiện tại cũng không phải quá xa. Hoặc có thể nói là đối với Lục Trường Sinh không phải quá xa. Chỉ trong thời gian nửa nén hương đám người liền tới một sơn cốc có sóng nhiệt thổi quét. Lục Trường Sinh cũng không có cố tình giấu giếm hơi thở. Khoảnh khắc bước vào sơn cốc liền có một đệ tử phần viêm cốc xuất hiện trước mặt đám người Lục Trường Sinh. Người tới từ phương nào, Lục Trường Sinh trực tiếp lấy lệnh bài ra hai tên đệ tử thấy thế lập tức sửng sốt ngay sau đó cung kính vội vàng ôm quyền nói gặp qua tiền bối xin mời theo ta vào cốc lục trường sinh hỏi bọn họ là đệ tử của ta có khả năng cùng ta tiến vào sao đệ tử phần viêm cốc nghe vậy vội vàng gật đầu nói nếu là đệ tử của tiền bối tự nhiên có thể lục trường sinh gật đầu mang theo đám người diệp thu bạch tiến vào trong đó bên kia tiên đế cung tiên nhữ thịnh đứng trước mặt tiên đế nói tiên đế lục trường sinh đến phần viêm cốc trước phần viêm cốc tiên đế cười khẽ một tiếng nói cứ kệ hắn đi đến lúc hắn tự nhiên sẽ đến tiên cung nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha